nhàn sớm treo hương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cắm dỗ tao nhân. Gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sao nẻo khôn mi lần bước ra. Rải tính ngộ ấy hà quyết tơ giấc, đèn đau tâm sáng rực soi. Tới chương trình là tới phần thuyết giảng đợt thứ hai, do Phan Chí Tâm trực thuộc ban cổ truyền ban sự trung ương đảm trách đề tài bình giảng 4 câu trong bài tối mùng 1. Bài này Đức Thầy viết 48 câu, giáo viên rút ra 4 câu để bình giảng chia sẻ cho đồng đạo chúng ta. Vì chúng tôi thay mặt ban tổ chức và đồng đạo xin trân trọng kính mời giáo viên Phan Tâm đến diễn đàn để làm tròn nhiệm vụ 4 câu trong bài tối mùng 1. Dám tu dẹp phá đạo lô bù, thấy chúng đời này lạc chữ tu, sớm tỉnh cởi kinh tìm hiểu lý, một ngày hội hiệp hết mà lưu. Vì chúng tôi trân trọng kính mời giáo viên đến diễn đàn để làm nhiệm vụ của mình. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đồng đạo Đoàn Kim Hằng là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc ban phổ truyền giáo lý trung ương đến từ thành phố Cần Thơ. Kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Quân là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Kính thưa quý đồng đạo đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện thị xã Tân Châu đồng đại tham dự. Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Thì hôm nay là ngày 24 tháng 6 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng ngày 29 tháng 7 năm 2024. Chúng tôi và đồng đạo Đoàn Kim Hằng cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương, hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua thánh ngôn lời dạy Đức Thầy mà vừa rồi thì đồng đạo Phạm Văn Cảnh cũng là phó ban trị sự nơi đây làm sứ ngôn viên cũng đã có giới thiệu. Vậy thì lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý đồng đạo lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính, đoàn kết và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý đồng đạo thân kính, thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau nơi máy đạo tràng, nơi làm việc của ban trị sự phường Long Phú, để ôn lại những bài học trong lời dạy Đức Thầy để mỗi đồng đạo chúng ta cùng tu cùng tiến, cùng tìm hiểu những điều nào mà chúng ta còn phạm phải, hoặc giả những điều nào mà chúng ta chưa thực hiện xong thì mình cũng phải cố gắng để hoàn thành, để một ngày cuối cùng chúng ta được dự hội, chúng ta được gặp Thầy. Thì vừa qua thì cũng trên dưới khoảng 60 phút thì đồng đạo chúng ta cũng đã nghe giáo lý viên Đoàn Kim Hằng cũng đã chia sẻ qua 4 câu trong thánh phẩm Nguyễn Phiến Thiện. Thì giờ đây đến phần lượt chúng tôi, thì trước khi đi vào chia sẻ qua đề tài này thì chúng tôi cũng xin thông báo, thì theo cái chương trình thì cũng có hai lão bá đến từ xã Phú Bình của huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cũng có đem theo 10 cái máy phát để tặng cho quý đồng đạo dự thuyết giảng, quan tâm theo dõi
và chúng tôi sẽ đặt cái câu hỏi và quý vị sẽ trả lời. Thì theo cái thông lệ thì đáng lẽ là thuyết xong mới đặt câu hỏi, nhưng bây giờ tôi hỏi trước luôn, hỏi trước chỉ đọc qua một lượt thôi, thì sau đó thì đến cuối giờ thì tôi sẽ dành thời gian khoảng 10 phút để nhắc lại. Thì ở đây có 10 câu hỏi, thì qua hai cái nội dung thì tôi nói chung rất là công bằng. Thì chúng ta đã nghe rồi một cái đề tài, thì 5 câu hỏi thuộc cái nội dung của đề tài vừa rồi của đồng đạo Kim Hằng, và 5 câu là đề tài mà sắp sửa tôi trình bày. Câu hỏi thứ nhất, làm thế nào để dứt mê tâm khi chúng ta nghe đề thuyết giảng hồi nãy. Câu hỏi số 2, hờn ghét kết quả như thế nào, có câu giảng chứng minh. Câu hỏi số 3, niệm Phật mà không làm lành có đạt kết quả hay không, có đoạn giảng chứng minh. Câu hỏi số 4, chí hướng cao thanh Đức Thầy dạy trong bát chánh thuộc về chánh nào, có đoạn giảng chứng minh. Câu hỏi số 5, ta cần tu để là ta cần làm gì, tu như thế nào để sau này cái ngày thầy về chúng ta không có e thẹn với thầy. Thì đó là 5 câu hỏi qua cái chuyên đề hồi nãy. Rồi chuyên đề chúng tôi, câu hỏi số 6, đạo lu bù như thế nào. Câu hỏi số 7, lạc chữ tu vào giai đoạn nào và nhân vật nào đã làm ảnh hưởng lạc chữ tu. Câu hỏi số 8, tìm hiểu lý ta cần phải làm gì. Câu hỏi số 9, ngày hiệp mặt là ngày nào. Câu hỏi số 10, sau này chúng ta hiệp mặt tại đâu. Thì đó là 10 câu hỏi mà đến cuối cùng thì chúng tôi sẽ hỏi để đồng đạo chúng ta động não. Chưa gì hết trơn thì ông trưởng ban của thị trấn Long Bình cũng không phải là dễ ăn. Đâu có khó đâu, chỉ cần là nghe thì thật sự là chúng ta sẽ hiểu. Rồi đồng thời thì tôi cũng được một cái câu hỏi, thì đáng lẽ không trả lời nhưng câu hỏi này rất là hay. Do đồng đạo Phạm Hồng Tâm, thành viên trong ban trị sự của tòa Phú Thành, đặt ba câu hỏi, thì trong quá trình thuyết giảng thì tôi sẽ trả lời luôn hỏi này, bởi vì nó liên quan đến đề tài thuyết giảng. Do đó thì chúng tôi cũng mong rằng đồng đạo cũng hết sức là quan tâm. Thì theo cái hoạch định của thời gian thì đồng đạo Cảnh muốn chúng tôi trình bày trước 11 giờ, thì tôi sẽ tranh thủ qua cái đề tài này trước 11 giờ. Thì thật sự là cái tinh thần hộ pháp của quý đồng đạo, thì giáo lý viên chúng tôi rất là ngại. Thật sự hồi nãy thì đồng đạo Đoàn Kim Hằng ngại dữ lắm luôn, bởi vì hầu như là muốn nói ra cái gì là chúng ta biết hết rồi. Thì điều đó chứng tỏ rằng đồng đạo chúng ta rất là nghiên cứu rất là sâu, có thể là hơn giáo lý viên chúng tôi nữa, bởi vì hàng ngày chúng ta đã tích lũy nhiều cái bài nói chuyện của các vị giáo lý viên ở các cái điểm khác nhau trong và ngoài cái tỉnh An Giang chúng ta. Do đó thì đây là một cái điều mà khi tôi đưa ra câu hỏi thì không có khó đâu đồng đạo Long Bình ơi. Ông trưởng ban này lúc nào cũng có cái trả lời hỏi đài, thì các câu hỏi ở các nơi thì đều có trả lời. Thì hôm nay thì tôi cũng mong rằng câu hỏi nào khó nhất thì dành cho ông trưởng ban thị trấn Long Bình ha. Cảm ơn đồng đạo. Thì chúng tôi sẽ đi vào tuần tự. Như vậy thì hôm nay nhân viên đầy đủ, chúng ta sẽ hiệp mặt cùng nhau để chia sẻ qua 4 câu giảng. Thưa quý vị đồng đạo thân kính, thì trong chương trình thuyết giảng ngày hôm nay, được sự phân công, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua 4 câu giảng mà Đức Thầy đã dạy. Ráng tu vẹt phá đạo lu bù, thấy chúng đề này lạc chữ tu, sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý, một ngày hội hiệp hết mà lu. Thì có lẽ rằng đọc 4 câu giảng này thì đồng đạo chúng ta gần như là rất là quen thuộc. Và đồng thời thì 4 câu giảng này được Đức Thầy sáng tác trong cái bài Tối Mùng 1 mà vừa rồi thì đồng đạo đọc giảng viên cũng đã có nhắc lại cái phần đầu. Thì với thánh phẩm Tối Mùng 1, Đức Thầy sáng tác 48 câu vào đêm mùng 1 năm Canh Thìn. Và đồng thời 48 câu này được Đức Thầy phân ra là 12 đoạn, được viết theo thể thơ là Thất Ngôn Tứ Cú. Và 12 đoạn này, 12 bài thiên án này thì đặc biệt là 10 cái bài sau đó được liên kết với nhau, còn gọi là thập thủ liên hoàn vận.
Còn hai cái bài đầu thì nó không rơi vào cái, có một cái vận ở cái hai cái từ cuối. Và đặc biệt trước bốn câu giảng này thì Đức Thầy dạy rất rõ là Diêm Phù Chơn Chúa chọn người tu, hành phạt ác hung chốn kẻ tù, chốn cửa tù, tiếp ninh những kẻ lòng nhân đức, hỡi bớ dương trần hãy đáng tu. Mới đến cái câu là ráng tu vẹt phá đạo lũ bù. Như vậy thì để trình bày đoạn giảng này thì chúng ta cũng hiểu thêm một số cái khái niệm ở bốn câu giảng trước đó như tôi vừa nhắc. Có nghĩa rằng Đức Thầy cho biết rằng Diêm Phù Chơn Chúa chọn người tu. Vậy thì Diêm Phù là gì? Đó là có nghĩa là sau này ở cái cõi Diêm Phù Đề này sẽ có một cái vị Thánh Vương ra đời, gọi là Vọng Thánh Minh Đức, là rạng khắp muôn loài đó, ban phước xuống dân lành cho bất khổ như Đức Thầy dạy. Hoặc là Minh Vương xuất thế mang dân lành. Cho nên cái từ Diêm Phù nói đủ là Diêm Phù Đề, cũng gọi là Nam Thiện Bộ Châu, còn gọi là cõi Ta Bà chúng ta. Cho nên cái từ Diêm Phù là chỉ cho cõi đời chúng ta sau này đồng đạo. Và sau này sẽ có một vị Chơn Chúa ra đời, và vị Chơn Chúa này chỉ chọn người tu thôi. Người tu mới được chọn, còn người không tu thì không được chọn. Bởi vì Đức Thầy với rất rõ là trừ tà gian còn thiện chỉ toàn cảnh sông máu núi xương tha thiết. Người nào biết đạo, hành thiện thì được tồn tại, còn người làm hung làm dữ thì người này nhất định sẽ bị tiêu diệt trong cái ngày cuối cùng. Cho nên Đức Thầy mới kêu tất cả đồng đạo chúng ta Diêm Phù Chơn Chúa chọn người tu, và Đức Thầy xác định là hành phạt ác hung chốn cửa tù. Có nghĩa rằng cái người nào tu thì được hưởng được Diêm Phù Đề, tức là được một vị Thánh Vương trong cái cuộc đời sau này sẽ ban thưởng, và ngược lại thì người nào không tu hành làm ác thì sẽ bị hành phạt ngay trên cái cõi đời hiện tại mà chúng ta ở đây đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới cất tiếng kêu gọi cho tất cả chúng ta cần phải nhớ. Vì vậy Đức Thầy mới khẳng định rằng đó, hỡi bớ dương trần hãy đáng tu. Cho nên thì với một cái tiếng kêu lớn mà khi Đức Thầy dùng cái từ là hỡi bớ dương trần, thì chúng ta thấy đây là một cái gần như một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để coi kêu gọi mọi người nên trở lại với con đường tu hành lập hạnh, để cái ngày cuối cùng chúng ta được tồn tại, chúng ta được gặp Thầy. Và từ cái đoạn giảng ở cái bắt nghiệp ở cái khổ thơ trên thì Đức Thầy mới dạy rất rõ là liên vận với nhau qua hai cái từ là ráng tu. Cho nên Thầy mới dạy là ráng tu vẹt phá đạo lưu bù. Như vậy thì ráng tu, tôi nhớ không lầm trong toàn bộ là Đức Thầy viết từ ráng tu trên dưới như vậy là 16 lần đồng đọc. 16 lần Thầy viết từ ráng tu. Cho nên hôm nay mà tu mà không có ráng thì nhất định là không đạt kết quả. Và trong 16 lần Đức Thầy viết từ ráng tu này thì cũng có những lần rất là quan trọng. Giống như Thầy dạy là ráng tu ân đức chớ tu tiền, lợi danh chớp nhón như luồng gió, thấy đó rồi đâu có mắt liền. Hay hoặc Đức Thầy dạy là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay, hoặc là ráng tu đem được Phật vào trong tâm, hoặc là ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, hay hoặc là phải ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Như vậy thì 16 lần Đức Thầy viết từ ráng tu có rất nhiều án văn rất là quan trọng để thấy rõ rằng cái sự thành bại trong đời tu chúng ta như thế nào. Cho nên yếu tố đầu tiên muốn nói ở đây thì đồng đạo chúng ta trên cái lộ trình tu hành của mình không thể nào chúng ta thiếu chữ ráng được đồng đạo. Do đó cho nên trong cái cuộc sống kinh tế làm ăn cũng thế thôi. Mà nếu về phương diện đời sống mà đồng đạo không ráng là chúng ta không bao giờ được phát triển về phương diện kinh tế. Rồi luôn các học hỏi trong kiếp sống con người, mọi cái sự việc thường nhiên trong cuộc đời này, thì theo tôi nghĩ rằng việc gì chúng ta cũng phải ráng. Cho nên làm ăn mà nếu đồng đạo không ráng, không chăm chỉ thì coi như là chúng ta không đạt kết quả. Do đó cho nên ở đây cũng có thể nói là những cái chuẩn mực cơ bản nhất mà mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng thực hiện. Vì vậy cho nên sách xưa cũng có dạy rất rõ, mà hôm nay trong cái bài mà tức là nội tổ của ông Hương Mộ Thạnh đó, thì có dạy rất rõ là học đủ ba dư trời chẳng phụ. Như vậy thì ba dư là gì? Thì đây là nguyên văn trong cái bài thi của nội tổ ông Hương Mộ Thạnh. Có nghĩa là đây cũng là một vị cụ đồ nho ngày xưa. Cho nên ba dư
Con người chúng ta một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Thường cái mùa đông là cái mùa nghỉ dưỡng. Nhưng mà người nào mà chịu đựng được những cái cơn giá rét mà chúng ta vẫn làm việc trong mùa đông thì đó là cái duyên thứ nhất, tức là phải ráng làm trong mùa đông. Và khi một ngày như vậy thì ban đêm là dư của ban ngày. Cho nên nếu như người nào mà làm việc luôn cả ban đêm thì đó chúng ta hưởng được cái dư thứ hai. Thì thường thường đồng đạo thấy mình nói về phương ngữ một chút, nếu mà chúng ta làm việc mà có tăng ca rồi, có làm thêm ca đêm rồi thì lúc đó mới dư giả. Còn nếu mà chúng ta làm mà theo giờ hành chính không, nhiều khi nó cũng không đủ đồng đạo. Rồi đặc biệt như vậy, ông trời mưa đó là cái dư của trời nắng. Cho nên thường thì người ta chỉ làm ở trời nắng thôi, trời mưa người ta nghỉ. Nhưng mà cũng có một số người rất là cần cù, trời mưa vẫn làm thì đó là cái dư đó. Do đó thì học đủ ba dư trời chẳng phụ đó. Như vậy thì đây là tôi nói về sách xưa một chút, theo lời của nội tổ của ông Vương Bộ Thạnh, để mỗi đồng đạo chúng ta có kinh nghiệm. Do đó thì không thiếu chữ đáng. Và đồng thời hôm nay trên lộ trình tu hành của mình, mà nếu là nó ăn chay mà chúng ta không ráng đó, coi chừng chúng ta ăn chay không có trọn vẹn. Rồi hôm nay chúng ta cúng lại mà đồng đạo không ráng đó, thì coi chừng chúng ta bỏ cúng. Rồi hôm nay đồng đạo làm từ thiện đó mà chúng ta không ráng đó, thì coi chừng chúng ta cũng không làm trọn. Bởi vì tôi và đồng đạo chúng ta có một cái con ma làm biến ở trong đó. Ở đây mình nói gọn nhau đây, mình có con ma làm biến. Con ma này nó nói chung là nó ngặt nghèo lắm đồng đạo à, nó xúi mình. Tôi thấy anh em chúng ta làm ban trị sự cũng vậy nữa. Mà nếu đồng đạo chúng ta được cơ cấu vào ban trị sự mà chúng ta không có ráng đó, thì chúng ta làm không trọn nhiệm vụ. Bởi vì cũng có nhiều đồng đạo than với tôi, chí Tâm ơi, ban trị sự tôi 9 người mà giờ này làm có 3 người, 4 người, chỗ thì 5 người, 6 người, không có điều tại. Tức là tại không có ráng. Cho nên cái chữ ráng là một chữ thành công trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, từ xã hội, từ đời sống và đến đời tu chúng ta. Do đó Đức Thầy mới dạy chúng ta là ráng cực lòng một bước đầu tiên sao mới được làm nên Phật Thánh đồng đạo à. Kính thưa quý vị, vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ điều này. Do Đức Thầy dạy là ráng tu, có nghĩa là chúng ta phải ráng trao sữa từ hành động, từ lời nói, từ tư tưởng. Và đặc biệt ở đây Đức Thầy dạy ráng tu để làm chi? Để quẹt phá đạo lưu bù. Vậy thì nếu như trong đời tu hành đạo của mình, thông qua câu giảng đầu tiên trong cái bài tối mùng 1 này, mà nếu đồng đạo không có ráng thì coi chừng chúng ta rơi vào đạo lưu bù. Hãy mình nói gọn đấy, mình giải nghĩa nó giờ rồi đúng đạo. Bởi vì giờ này nếu mà không ráng là lưu bù liền á đồng đạo. Không ráng là bỏ cúng. Không ráng là chúng ta không có tinh chuyên, tinh tấn. Thì đấy là những cái hệ quả để chúng ta rơi vào đạo lưu bù. Như vậy thì qua bảy từ này, hai cái thuật ngữ, một cái thuật ngữ mà chúng ta khó hiểu nhất đó là gì? Đó là lưu bù. Vậy thì đạo lưu bù là đạo gì? Chúng ta cần phải tìm hiểu cái nghĩa. Cho nên theo từ điển Hán Việt rồi luôn cả Hán Nôm, từ lưu bù là mãi mê, mê mớt. Từ lưu bù có nghĩa là mãi mê, mê mớt, ham muốn không dừng. Thì đấy là chúng tôi hiểu về những cái nghĩa mà chúng ta tìm hiểu từ điển. Như vậy thì khi mà đồng đạo chúng ta mình truy cứu lại trong lời Đức Thầy, toàn bộ là Đức Thầy viết cái từ lưu bù có 3 chỗ, và ông Nguyễn Thanh Tân ông viết thêm một chỗ nữa, là chỉ có 4 chỗ thôi. Như vậy thì một chỗ là chỗ này, rồi một chỗ trong cái bài để chân đắc bắc, thì Đức Thầy mới dạy là bởi chân hung bạo chẳng tu, cho nên gây sự lưu bù chiến tranh rất rõ. Rồi một chỗ trong quyển Phiến Thiện, Đức Thầy mới dạy là nghèo ủy lanh láo sượt lưu bù, ôi thấy thế lòng đau tờ cắt. Vậy thì Đức Thầy viết có 3 chỗ thôi về từ lưu bù. Và riêng ông Nguyễn Thanh Tân hộ tác thì ông có dạy rất rõ, ông có viết rất rõ, đây là lời của Nguyễn Thanh Tân: mãn mê danh lợi đạo lưu bù, nhờ có ơn thầy dẫn dắt tu, sanh chúng say mê, mê phải tỉnh, bồ đời chẳng mến ấy người ngu. Như vậy thì nếu nói về cái niệm lưu bù thì trong sách giảng của Đức Thầy chúng ta thấy có 4 chỗ thôi, 3 chỗ thầy viết.
và một chỗ thì ông Nguyễn Thanh Tân ông phụ tác. Như vậy thì từ cơ sở đó, khi mà chúng ta tìm hiểu động như thế thì đồng đạo chúng ta bắt đầu mình sẽ có được một cái hiểu theo cái nghĩa là mê mớt, là mê mệt, là không dừng hẳn, nghĩa của từ lu bù. Rồi từ lu bù ở đây còn một nghĩa nữa theo Hán Nôm từ điển là quá nhiều việc. Quá nhiều việc nó trà trộn với nhau, gọi là lu bu đó, nó không có theo một cái hệ thống nhất định. Ba thì đó là chúng ta hiểu một khái niệm về từ lu bù. Như vậy thì giờ này muốn ráng tu về phá lậu lu bù, yếu tố quan trọng là chúng ta xác định coi đạo lu bù như thế nào. Thông qua các ý trên thì khi đồng đạo chúng ta biết đạo lu bù thế nào, cái tự nhiên chúng ta vẹt phá. Có nghĩa là mình biết bệnh trước, mình biết những điều sái quấy trước. Khi mà chúng ta biết bệnh, biết được những điều sái quấy thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cách để chúng ta khắc chế, có cách để chúng ta phục thiện, có cách để chúng ta tránh. Thì đây là một cái quy luật mà thường thì ở các bài nói chuyện của mình thì mình thường đem những cái nghĩa đó để chúng ta tìm hiểu. Như vậy thì căn cứ theo lời Nguyễn Thanh Tân là mãn mê danh lợi đạo lu bù. Vậy thì nếu như giờ này đồng đạo mà chúng ta tu mà chúng ta còn chạy theo danh lợi nhiều quá thì chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp gọi là đạo lu bù. Thì thật sự đồng đạo, cho nên hôm nay trong cộng đồng đồng đạo chúng ta, đồng đạo nhìn rõ đi, nếu là người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà chúng ta còn chạy theo danh lợi, theo giàu sang, theo tiền của, danh vọng nhiều quá thì đương nhiên là đường tu chúng ta nó sẽ bị tối, nó sẽ bị chậm. Lúc bây giờ trong nguồn tư tưởng của chúng ta nó có rất nhiều cái tư tưởng nó đang xen với nhau, nó không nhất quán trên một cái con đường tu. Vì vậy cho nên người tu và người đời khác nhau ở chỗ này. Người đời thì người ta cố tìm làm sao cho mình được thật là nhiều tiền, rồi thật là nhiều của cải, quyền cao chức trọng, được mọi người tôn trọng, muốn làm sao cho mình thật là đẹp, thật là sang trọng. Như lời Đức Thầy còn dạy rất rõ trong cái phần chánh định đồng đạo, con người thường hay có những ý định muốn cho mình được sáng thêm lên, được giàu có thêm lên, được sung sướng thêm lên. Và Đức Thầy dạy thêm rằng đó là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi. Cho nên chúng ta phải nhận định điều đó. Vì vậy cho nên mỗi đồng đạo chúng ta mới xét, nếu như tôi hôm nay tôi tu hành mà tôi còn chạy theo danh lợi nhiều quá thì bản thân của tôi dầu là tín đồ Đức Thầy nhưng mà trong đó có một phần đạo lu bù. Bởi vì mình mà chạy theo đời nhiều quá thì đương nhiên là chúng ta phạm với luật rồi. Tôi nói đơn giản chúng ta cúng lại thôi mà đồng đạo đặt nặng danh lợi nhiều quá, đồng đạo khó có cúng được trọn vẹn lắm. Đang nguyện vậy đó, nam mô nhất nguyện cầu đó, chứ nhớ tới danh, nhớ tới tiền không à. Nhiều khi mình nguyện suông vậy thôi chứ trong tâm của mình nó chia năm xẻ bảy, trong đó là đạo lu bù đồng đạo à. Mình khi mình bàn vấn đề này là thấy rất rõ. Cho nên hôm nay một người mà chạy theo danh lợi thì người này ít cái hoạt động đạo. Khi mà ban trị sự nhờ mượn cái gì đó, hoặc là hàng năm chỉ có 2 ngày lễ đạo, chỉ có vài buổi thuyết giảng thôi, đâu có nhiều lắm đâu. Một năm có 365 ngày, có 2 ngày lễ đạo à. Một ngày lễ đạo có 2 ngày, 2 ngày là 4 ngày đúng không? 2 kỳ đại lễ có 4 ngày à. Rồi tôi ví dụ như phường Long Phú này, một năm thuyết giảng khoảng 3 lần chứ gì, tức là 3 ngày nữa là 7 ngày, 365 ngày mà ổng không được 7 ngày đến ban trị sự nữa, thử coi phải đạo lu bù không. Có nghĩa là khi mà nghe đến ô bữa nay bận à, bữa nay bận đi là ký hợp đồng, bữa nay bận đi xịt lúa, bữa nay bận xạ lúa, bữa nay bận gặt lúa vân vân, vậy thì chúng ta cứ bận cứ kẹt hoài ở đây hoài sao đi được đồng đạo. Cho nên hôm nay trong đời tu của mình muốn thoát cái đạo lu bù này thì đồng đạo chúng ta phải có một cái sự hy sinh. Ai không công việc đồng đạo? Bộ tôi không công việc sao? Công việc tôi rất là nhiều đồng đạo à, rất là nhiều, nhà tôi có mấy người giúp việc đó, công việc rất là nhiều đó. Nhưng mà khi làm đạo rồi phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo. Ngoài cái việc chúng ta dùng tiền bạc của cải làm từ thiện thì đồng đạo chúng ta phải đem tấm phong của mình với một cái bầu nhiệt huyết, cũng như những đồng đạo chúng ta từng giữ thuyết giảng nè, thì chúng ta là mình thoát đạo lu bù chỗ này. Giờ này mình đi làm một ngày 500-300 ngàn mình không có làm,
phải không? Nghe ban trị sự gửi thiệp mời thuyết giảng thôi, không cần thiệp này tự anh em trong ban sự gửi, mà chỉ cần là chia với nhau thôi, gửi truyền thôi, gặp cái thiệp mời thuyết giảng là chúng ta bỏ việc nhà đi giữ thuyết giảng. Phải nếu ai cũng như mình hết thì đạo này phát triển biết nhiều nói đồng đạo, đúng không đồng đạo? Nhưng mà rất ít, số lượng thì rất ít. Tôi nói gọn thôi, trong Tân Châu này một phường một xã như vậy ít nhất chúng ta cũng có vài ngàn tín đồ. Như vậy thì 14 xã phường Tân Châu mà giờ này cộng lại là mấy chục ngàn tín đồ. Mà nếu mấy chục ngàn tín đồ này ý thức được những cái điều quan trọng như tôi vừa nói, bớt đi danh lợi, một năm đến hai ngày lễ đạo và các buổi thuyết giảng trong địa phương, thì chắc có lẽ hội trường này trước cũng không hết đồng đạo, 10 hội trường này trước chưa hết nữa đồng đạo, phải không quý vị? Cho nên hôm nay mình phải nhận định điều đó để chúng ta thấy đó là một cái cơ sở chính yếu để rồi mỗi đồng đạo chúng ta vẹt phá đạo lưu bù. Cái thứ nhất là chúng ta không chạy theo danh lợi. Rồi cái thứ hai nữa, hôm nay muốn biết được đồng đạo mình hay là mình có đạo lưu bù hay không dễ ợt đồng đạo. Chỉ cần đồng đạo bước vào nhà, đồng đạo nhìn xung quanh cái ngôi thờ là biết ông đạo này có lưu bù hay không biết liền đồng đạo. Như vậy thì nếu nói một người mà đạo không lưu bù thì đồng đạo bước vô nhà nhìn thờ phượng trang nghiêm trân trọng, bông nước đồ nhìn nghe cái bàn thờ nó sạch sẽ, ôi thôi nhìn nó đẹp đẽ, nhìn là mắt cúng liền đồng đạo, thì cái này là tốt nè, điều này là không phải đạo lưu bù nè. Còn nếu ngược lại bước vô nhà mà thấy mới bước vô cửa nhà, thấy trước cửa để là ông địa ông thằng tài là thấy hầu này hầu thấy là không có cảm tình liền đồng đạo. Tôi nói ông Phật khác nghe cho phải tôi thật sự bước vô nhà mà gặp gia đình mình thờ ông địa thần tài là các vị Phật không có cảm tình liền đồng đạo, phải không? Rồi bước vô sâu trong nữa, rồi nhà chúng ta thờ còn bà mẹ sanh bà mẹ đổ, rồi nhà chúng ta còn thờ ông Độ Mạng, rồi bước ra sau hè còn thờ ông Táo Quân, rồi bước ra sau nữa còn thờ ông Chuồng bà Chuồng nữa, thì thôi rồi là quá lưu bù đồng đạo, phải không đồng đạo? Cho nên cái này nói là hiểu liền đồng đạo à. Do đó cho nên giờ này khi mà chúng ta bàn cái này thì lưu bù hay không đó tự chúng ta biết, chúng ta sửa. Tôi nói ví dụ như hồi đó tôi cũng biết đúng không, bữa nay tôi biết ông Phan Chí Tâm ông nói vậy thì tôi biết, tự tôi sửa thôi. Cho nên chúng ta phải có đức tin đồng đạo à. Nhiều khi đó cái niềm tin chúng ta nó bị lỏng lẻo, thầy là Phật mà chúng ta không có tin, mà lại chúng ta tin theo chị bạn, tin theo chị xui, tin theo ông thầy này ông thầy kia thầy nọ đó, rồi tin theo người hàng xóm, chị ơi chị bán quán cà phê, chị bán đồ tạp hóa, chị phải thờ ông địa thằng tài bán nó được, rõ ràng vậy là mình không có tin thầy, mình tin người ta rồi. Vậy thì cái vai trò của thầy trong lòng chúng ta để đâu đồng đạo? Mình phải khẳng định điều đó. Rồi giờ này mình chuẩn bị dẹp ông Độ Mạng, rồi cái nghe anh xui nó, anh ơi đừng có dẹp Độ Mạng, anh dẹp Độ Mạng rồi á là anh đau ốm á là không có thuốc thang chữa trị đâu. Rồi lúc giờ cái mình tin anh xui, mình sợ chết, mình sợ chết đồng đạo. Thầy thì không sợ mà lại sợ những điều nó ngược ngược đó. Hay hoặc là sửa sạn dẹp bà mẹ sanh bà mẹ độ, cái chị hàng xóm đó không có được, chị đừng có dẹp. Ôi cái chị ngạn kia bên kia họ không biết là dẹp, cuối cùng là đau ốm giờ này nghe thuốc phan trị không khỏi. Thì từ những cái yếu tố mà nói chung là nó mang một tính chất là gọi là mê tín, từ ở những tính chất mê tín đó mà làm cho chúng ta không có trọn vẹn với thầy với đạo. Đây cũng là ráng tu đồng đạo à. Hôm nay tôi phải ráng hoàn chỉnh từ cái vấn đề cơ bản nhất là hình thức thờ cúng của chúng ta. Cho nên hôm nay đồng đạo nào có còn thờ các ngôi như tôi nói đó thì đồng đạo có thông cảm. Thật sự là đây là theo cách nhìn của tôi nha, hàng ngày đi khắp nơi, các nơi tôi biết đó. Nếu nói bà mẹ sanh, bà mẹ độ đó, bà tổ cô rồi đó, thì giờ này đồng đạo chúng ta tốt lắm, có thể nói là 99% là chúng ta không còn, chỉ còn khoảng có thể là chưa được 1% đâu, có thể là 99.98% gì đó. Có nghĩa là cả ngàn, 1.000, 2.000 cái gia đình chỉ còn một thôi, chứ không có nhiều đó đồng đạo, ít lắm. Điều này mình thấy rất là tốt. Nhưng mà một cái điều mà tôi hơi lo là gì? Đó là ông địa, ông thần tài, cái này còn hơn nhiều nè đồng đạo. Nhiều gia đình mình thấy mình rất là lễ, giáo lý thông suốt lắm, hàng ngày đi cầu nguyện, đi làm tuần thông suốt lắm, đi đọc giảng thông suốt lắm. Mà nhiều khi hôm bữa cái ghé nhà, cái dòm trước cửa thờ ông địa, thần tài, lúc đó vô, không còn muốn nói câu nào nữa hết đồng đạo.
Muốn mà kính lễ xong chào hỏi vài tiếng đi mời chứ nói gì nữa vậy? Phải không đồng đạo? Cho nên ở đây đồng đạo thông cảm cho tôi, bởi vì hôm nay chúng ta tu là phải nói thẳng. Phải không đồng đạo? Bữa nay đứng đây mà tôi không nói thẳng là tôi có tội với đồng đạo Quân á, có tội ban sự phường Long Phú hôm nay mời tôi về đây để nói thẳng cho chúng ta tu, cho chúng ta sửa chúng ai nó chịu. Phải không đồng đạo? Chứ hôm nay mình tu mình còn tự ái, mình còn hờn giận thì điều này Đức Thầy không chấp nhận được rồi. Đức Thầy dạy là hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng gẫm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục vinh. Cho nên hôm nay cái gì mình phạm phải thì chúng ta phải ý thức, chúng ta phải ý thức để chúng ta sửa đồng đạo. Và đồng thời cái dấu hiệu lu bù tiếp theo nữa là giờ này ngoài cái việc mê tín trong sự thờ cúng thì cũng có một số đồng đạo chúng ta ham linh, ham nghiệm theo những cái điều, những cái manh mối lạ lạ bên ngoài, rồi tin vào thời cổ, tin vào thiên cơ, tin vào đời tới. Thì những dấu hiệu đó thì có thể chúng ta hiểu đây là đạo lu bù. Bởi vì trong cộng đồng đạo mình biết đồng đạo, vấn đề thời cuộc thiên cơ là nổi cộm đó nhiều năm rồi, mấy mươi năm rồi, lúc đó thầy chưa vắng mặt đã khó rồi. Rồi từ cái mầm mỏng đó, sau khi thầy vắng mặt rồi đồng đạo thấy, thì theo cái thời gian trôi, cái gì lạ lạ, cái người này bàn, người kia bàn, cái qua cái phong trào đó cái nó hết, cái tới phong trào khác nổi lên, nổi lên cái nó hết, cái phong trào khác nổi lên cái nó hết, nghe ông nào đắc đạo đắc pháp nổi lên đó, rồi cái lên một lúc cái nó hết, nghe ông nào được thế gian ta tôn xưng là Phật đó, cái muốn cuốn gói chạy theo ta bỏ Phật ở trong nhà, Đức Thầy mình là Phật đây mình bỏ, mình muốn cuốn gói chạy theo ta luôn. Có người cuốn gói chạy theo người ta rồi tôi mới nói đồng đạo à, chứ phải là không nên nói đồng đạo hiểu rồi đúng không? Cho nên chúng ta là tại gia cư sĩ, nhà chúng ta có tam bảo là có Phật đường, chúng ta có đức tôn sư là kim sơn Phật, rồi còn gì bằng nữa mà theo ai nữa giờ đồng đạo? Ông Phật tại nhà mà không theo, mà chúng ta theo ông Phật ngoài đường. Rồi điều này đồng đạo hình dung, mong mốt thầy về thầy hỏi chúng ta trả lời sao, và mình thử mình trả lời sao đó, đồng đạo thử trả lời cho tôi cái. Cho nên từ chỗ đó mình đã cảm nhận được rằng cái đạo lu bù thì thật sự rất là rộng. Nhưng mà ở đây muốn xin nói thêm lại, đạo lu bù là gì? Có nghĩa là chúng ta tu hành mà đồng đạo còn chạy theo danh lợi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta tu hành mà mình còn thờ phượng chưa có đôi trang nghiêm, mình còn mê tín, chúng ta còn thờ bốn ngôi năm ngôi thì đó là chúng ta gọi là đạo lu bù. Rồi cái thứ ba nữa, đạo lu bù là gì? Là chúng ta chạy theo linh nghiệm, mà Đức Thầy dạy là ham linh ham nghiệm, sợ em ăn nghèo. Hoặc là Thầy dạy chúng ta rất rõ là đạo quỷ vương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sấm tránh mấy mậu, để ngày sau đến việc thảm sầu ráng nghe kỹ lời ta mất trước. Do đó hôm nay chúng ta nhớ là chúng ta phải một đời một đạo đến ngày chung thân. Dầu tôi lấy ví dụ giờ ông Phật thật đó, tôi lấy ví dụ đi, giờ này có một vị này hào quang làm thấy sáng chói hết trơn, có một cái hình giống hệt Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, chúng ta cũng không nên theo nữa, chúng ta cũng không nên theo nữa đồng đạo à, bởi vì đó là giả, không có thật. Vì vậy cho nên cái quan trọng là chúng ta phải cầu tìm trở lại chân tâm, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta cầu tìm chân lý. Cho nên Đức Thầy mới dạy ở câu giảng đầu tiên này phải ráng tu đó, bởi vì ráng tu mà vẹt phá đạo lu bù. Và Đức Thầy mới cảnh báo thêm là thấy chúng đời này lạc chữ tu, bởi vì chúng ta theo đạo lu bù cho nên chúng ta lạc chữ tu. Nếu mình nói về cái hai cái câu này liên đới với nhau như vậy thì thấy chúng, chữ chúng ở đây thì theo tôi hiểu là có ba nghĩa, đây là hiểu của tôi nha. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là chúng sanh, cái thứ hai là chúng tăng, cái thứ ba là chúng ta. Như vậy thì ba cái nghĩa này có thể chúng ta gom lại là chúng sanh. Nhưng mà nếu nói đến chữ đạo thì theo tôi sẽ loại bỏ từ chúng sanh, bởi vì Đức Thầy đang nói về tính tôn giáo đồng đạo, phải không? Bởi lúc này Đức Thầy dạy là ráng tu, cho nên Thầy dùng từ ráng tu là Đức Thầy đang nói cái người tu, còn người không có tu, người đời Thầy không nhắc tới. Và chúng ta phải hiểu cái ý mà Đức Thầy muốn dạy một đoạn giảng này. Cho nên ba cái nghĩa trong cái từ chúng này, thấy chúng là Đức Thầy thấy nha, đồng đạo với chị, Thầy thấy đó, cũng như tôi thấy có người là cuốn gói theo người khác bỏ đạo mình đó, Đức Thầy thấy đồng đạo.
và đồng đạo nhớ kỹ cách thấy của Đức Thầy khác cách thấy của mình. Cách thấy Đức Thầy cho biết rằng là cặp mắt thánh dồn xem tứ hải, thương hồng trần mượn sắc tái sanh. Cách thấy của một vị gọi là đạt được Phật nhã, còn cách thấy của chúng ta là tục nhã. Nhiều gì thì chúng ta có được một chút về thiên nhãn, hoặc giả là chúng ta có được pháp nhãn thôi, chứ làm gì chúng ta có được Phật nhãn. Cách thấy Đức Thầy là cách thấy của một vị Phật nhãn đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta phải tin lời Đức Thầy, tin vào cách thấy của Đức Thầy. Cho nên Đức Thầy mới là dạy là thấy chúng. Như vậy cái chúng sanh là chúng ta loại bỏ cái nghĩa này. Do đó cho nên chỉ còn lưu lại hai cái nghĩa, đó là chúng tăng và chúng ta. Như vậy thì chúng ta là tín đồ Đạo Phật giáo hoàn hảo, còn chúng tăng là Đức Thầy đang nói những vị tu hành theo Đạo Phật trong cái giai đoạn mà Đức Thầy ra đời mở đạo năm 1939, và đây là Đức Thầy đang sáng tác vào đêm tối mùng 1. Vì vậy cho nên Đức Thầy dạy đoạn khác rất rõ đồng đạo, lời chân chánh hình như nói rõ mà không không nào có là ngạo đời, mà không không nào có biếm đời, thấy chúng sanh làm lạc mấy lời. Cho nên Thầy rất rõ thấy chúng tăng chắc thì, tức là Đức Thầy dạy rất rõ đó, lời chân chánh hình như nói rõ mà không không nào có biếm đời, thấy chúng tăng thấy đồng đạo làm tôi không nhớ luôn đồng đạo. À đúng, đúng. Như vậy thì thông qua cái đoạn giảng trên mà Đức Thầy dạy thì tất cả đồng đạo chúng ta thấy rất rõ đó. Cho nên chính vì cái sự lạc lầm của những vị tu hành trong cái cuộc sống hiện tại, trong giai đoạn mà Đạo Phật lúc bây giờ đang xuống dốc, cho nên có những cái khái niệm lời Đức Thầy thì nó tùy theo cái ngôn ngữ lịch sử. Có những câu từ Đức Thầy dạy là trong giai đoạn đó, giống như Đức Thầy dạy là khắp trong sáu tỉnh toàn giả dối, xá phướng tăng sư tạo diệt tồi, mà Thầy dạy rất rõ trong cái bài Lục Chúc Cơ Quyền. Như vậy thì đây là Đức Thầy đang viết trong giai đoạn đó, mà giờ này chúng ta đem cái giai đoạn này, mà chúng ta đem câu giảng này, chúng ta giải nghĩa là không hợp đồng đạo. Kể là thời xưa vào cái giai đoạn này thì cái người tu đó thì nó còn lạc, bởi vì lúc bây giờ là gần như là cái xã hội thì do chiến tranh nó chi phối, thì lúc bây giờ những vị chân tu rất là ít đồng đạo, chân tu thì quá thôi đồng đạo, mà Đức Thầy rất rõ trong quyển nhất đó. Cho nên cái hoàn cảnh đó thì nó có nhiều cái sự kiện nó lệch lạc. Vì vậy đoạn khác đó Thầy cũng dạy rất rõ là ta yêu chúng biết ra giảng kệ, khuyên tăng độ cùng các tín độ, rồi nghe cạn lời chứ có mò hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, mà Đức Thầy dạy rất rõ trong Nhất Mê Tâm Kệ. Vậy thì qua đoạn giảng này thì đừng phải, quý vị thấy đồng đạo đó, chúng thấy đó, Đức Thầy dạy ở đây thì gồm có tăng độ, gồm tín độ. Vậy thì tăng độ là chúng tăng, mà tín độ là chúng ta. Vậy thì Đức Thầy xác định ở đây để mỗi đồng đạo chúng ta thấy rõ Đức Thầy đã nhìn thấy được là đã lạc rồi. Đã lạc đồng đạo à. Cho nên chính vì đã lạc, do cái sự lạc lầm này mà Đức Thầy chúng ta mới ra đời mở đạo. Còn nếu như không lạc cho Đức Thầy không ra đời mở đạo đâu đồng đạo. Bởi vì Đạo Phật đã có rồi. Đạo Phật vốn ngàn xưa rạng tỏ, nay lu mờ bị mỏ cùng Chúa. Thấy chúng sanh đắc Phật bán buôn mà tội lỗi ngàn muôn lâu lý. Như Đức Thầy rất rõ đồng đạo. Hay hoặc là đạo màu gì khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại gấp thâu, chuông mỏ sấm kinh bèn cải sửa, xá phướng truyền lưu lắp đạo màu. Như vậy thì chính vì cái vấn đề âm thanh sắc tướng ra đời, do đó cho nên đạo chúng ta, đạo Phật bị lạc. Đạo Phật bị lạc đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là từ ngàn xưa Phật pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Gài then là cái để đóng cửa lại rồi, đóng cửa là nên ít có người tu hành đắc đạo. Người tu thì đông, nhưng mà cái người đắc đạo thì quá ít đồng đạo. Bởi vì cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài chẳng có ai thành, bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bắt chánh người đời mới nói. Như vậy thì nếu mà nói về lạc ở một giai đoạn nào thì giờ này thông qua các câu giảng, các đoạn giảng mà tôi vừa nhắc, thì chúng ta biết rằng Đạo Phật bị âm thanh sắc tướng làm cho phai mờ đi chánh pháp vô vi của Đức Phật. Và bị phai mờ vào giai đoạn nào thì xin thưa đồng đạo, vào giai đoạn
thế kỷ thứ 7, tức là vào của thời Đức Lục Tổ Huệ Năng. Bởi vì đến Lục Tổ Huệ Năng, tức là vị tổ thứ 33 của đạo Phật, thì đến đây coi như đạo Phật bị bật truyền nghi bát. Và đồng thời từ ở chỗ thời Huệ Năng thì một nhân Phật nổi cộm mà bài biện âm thanh sắc tướng để cho đạo Phật bị phai mờ, thì đồng đạo chúng ta hiểu đó là sư thần tú. Ngàn năm đạo lý vắng que, bị ngươi thần tú bài chè cùng soi. Kinh với sám ngoài môi nó tụng đạo suy, đạo suy đòi bãi lũng vì ấy, đem nguồn chân lý bằng nay ta thương sanh chúng, lạc lòi chúng xưa. Như vậy thì nhờ Đức Thầy nhắc chúng ta mới biết. Vậy thì thấy chúng sanh Đức Thầy dạy ở chỗ này đó, thì có nghĩa rằng đối chúng ta phải nhận định rằng đạo Phật đã bị lạc mất cái chương truyền vào cái thời của thần tú. Bởi vì thần tú và Huệ Năng thì cùng thời với nhau, là đệ tử của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, tức là Huệ Năng là vị tổ thứ 6 của thiền tông của Trung Hoa, và vị tổ thứ 33 thiền tông của Đạo Phật. Như vậy thì vào giai đoạn đó đáng lẽ là có vị tổ thứ 34 theo một cái hệ thống truyền thừa, tức là được phó thác lại với một cái chánh pháp nhãn bàn, nhãn tàng, niết bàn, giữ tâm. Từ thời Đức Phật mới phó thác lại cho tổ Ca Diếp, tức là sơ tổ thiền tông. Rồi Ca Diếp mới truyền lần đến vị tổ thứ 2 là tổ A Nan, rồi mãi đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Và Bồ Đề Đạt Ma mới sang qua Trung Hoa, mới truyền đạo cho vị tổ thứ 29, tức là vị tổ đầu tiên của Trung Hoa, còn gọi là nhị tổ, bởi vì khi Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa trở thành là sơ tổ. Rồi mới truyền cái nhị tổ Huệ Khả, tức là vị tổ 29, rồi tam tổ Tăng Sáng, rồi tứ tổ Đạo Tính, rồi ngũ tổ Hoằng Nhẫn, và cuối cùng thì lục tổ Huệ Năng. Như vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi: tại sao các đệ tổ đến đây bị đóng cửa? Thì rõ ràng phải chăng là do thần tú, như tôi vừa nhắc lại một đoạn mà Đức Thầy dạy đó đồng đạo. Như vậy thì chính vì thần tú bài âm thanh sắc tướng, và đến cái thời kỳ đấu tranh kiên cố này, thì tổ biết được rằng nếu mà tiếp tục truyền nghi bát thì nhất định sau này cái người mà họ nhận nghi bát sẽ bị hại, giống như trường hợp của Huệ Năng sau khi được ngũ tổ truyền nghi bát vào ban đêm. Và chính thầy là ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới dùng thiền mới đưa Huệ Năng đi lánh nạn, truyền mà trốn của đồng đạo, chứ không phải mà truyền mà công khai. Mà nếu truyền là công khai là bị thần tú nó giết rồi. Thế mà thần tú còn nhờ người, phải nói gọn là đi tìm để là truy đuổi Huệ Năng để lấy lại cái y và cái bát để lên cái ngôi vị tổ, đồng đạo thấy. Cho nên do một cái bối cảnh xã hội, rồi do căn cơ trình độ chúng sinh vào cái thời kỳ đấu tranh kiên cố, cho nên tổ biết được rằng thời kỳ này là không có được tiền nghi bát nữa. Cho nên từ đó thì cái sự câu chuyện của đạo Phật tổ tổ tương truyền kết thúc vào giai đoạn này. Do đó cho nên đạo Phật thì lạc ngay cái chỗ này. Vì vậy ở đây Đức Thầy mà dạy tất cả đồng đạo chúng ta nó ráng tu vẹt phá đạo lưu bù, thấy chúng đời này. Như vậy thì đời này lạc cái tu là Đức Thầy thấy được chúng tăng, thấy được chúng sanh, thấy được chúng ta trong cái hoàn cảnh lúc bây giờ đã lạc chữ tu rồi. Chính vì lạc chữ tu cho nên hôm nay Đức Thầy mới ra đời khai đạo, để Đức Thầy đưa tất cả mọi người trở lại cái chánh pháp vô vi nhãn tàn của Đức Phật. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là làm vô vi chánh đạo mới màu, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Hoặc là đạo vô vi của Phật không cần nói theo chi Thích Ca ngày trước. Cho nên Đức Thầy chúng ta mang một cái sứ mệnh ta thừa vâng sắc lệnh thế tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Đức Thầy chúng ta vâng một sứ mệnh của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, để Đức Thầy chúng ta ra đời lập đạo. Và Đức Thầy chúng ta nói ngay vào ở cái chỗ của vị tổ thứ 33. Và cái sự nói này có khác. Trong 33 đời tổ thì mỗi vị tổ như thế, từ vị tổ thứ nhất truyền thứ nhì, từ thứ nhì truyền thứ ba, truyền thứ tư, truyền thứ năm, truyền thứ sáu, từ trên truyền xuống. Nhưng mà đặc biệt Đức Thầy chúng ta nói ngay ở cái vị tổ thứ 33, Đức Thầy xác định tất rõ là khùng nói cho già trẻ làm tin theo lục tổ cho theo thần tú. Và Đức Thầy nói ngay cái vị trí này, và cái sự nói chuyện này nó có khác là Đức Thầy chúng ta được truyền ở bên cõi Phật. Còn 33 vị tổ này trừ vị tổ Ca Diếp được truyền thụ từ Đức Thích Ca Mâu Ni ở một cái pháp hội Linh Sơn Hội,
thì ngoài vị tổ Ca Diếp ra thì không có vị tổ nào được truyền thừa từ Đức Phật, duy nhất Đức Thầy chúng ta thôi. Bồng Lai Điên Dạy Con Ngồi Tây Phương Cực Lạc Hùng Ngò Tòa Sen, Đức Thầy chúng ta đã tu hành, đã đắc đạo, đã về cực lạc và đã thọ nhận cái sứ mệnh giáo đạo từ Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni từ ở bên cõi cực lạc kia. Đức Thầy chúng ta mới quay trở lại, lòng thương sanh chúng luân chuyển kiếp giải dương trần đỏ sắc không, và Đức Thầy quay trở lại để làm một cái trách nhiệm. Cho nên Đức Thầy mới dạy là tỏ tâm sự của người nếu đạo, hoặc là xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão buồn sớm làm cái ghét điên khùng, hoặc là ngày vân chỉ đáo lai trần thế cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, như Đức Thầy đã dạy rất rõ. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì hôm nay khi mỗi đồng đạo chúng ta tiếp cận với giáo lý Phật giáo Bảo, tiếp cận đạo Phật giáo Bảo, thì mình phải nhận định, mình phải nhận định là nhờ đạo Thầy, nhờ Đức Thầy đó là bá đạo, thì phần nào đó đã chấn chỉnh lại những cái dị biệt, những cái âm thanh sắc tướng mà người đời đương đại trong giai đoạn Đức Thầy ra đời mà đạo trước đó hoặc là sau đó đến giờ này có rất là nhiều cái khuynh hướng nó sai lạc đồng đạo. Cho nên ở đây thì chúng ta không dám nói nhiều lắm, bởi vì những cái này thì tôi mong rằng chúng ta nói để hiểu thôi, chúng ta để ngầm hiểu, chứ không phải chúng ta phô trương đem ra những vấn đề này để chúng ta tranh luận bàn bạc, thì nó sẽ gây lên một cái sự phải nói gọn là không được đoàn kết. Bởi vì giờ này đồng đạo biết về tính pháp lý thì mỗi tôn giáo có quyền bình đẳng với pháp luật nhà nước, và đặc biệt tôn giáo này không được quyền nói xấu tôn giáo khác, tôn giáo này không được quyền đụng chạm đến cách tu các tôn giáo khác. Đó là chúng tôi nói về tính pháp lý. Và hôm nay theo lời dạy Đức Thầy cũng vậy, một mặt Đức Thầy nói cho chúng ta hiểu nào là ác tăng, nào là các ông thầy nhân bông, nào là các ông thầy đáp, đúng không? Đức Thầy nói rất là nhiều đồng đạo, rồi nào là các sư vải, theo rất là nhiều câu giảng liên hệ đến vấn đề mà lạc cái chữ tu này nè, bị lạc đồng đạo. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Thầy căn dặn chúng ta rằng tất cả bổn đạo không nên đụng chạm đến cách thức tu hành của các tôn giáo khác, nhất là không ý đông hiếp đáp hay nói xấu người ta. Cho nên hôm nay mình phải hiểu vấn đề này, chắc là chúng ta chỉ ngầm hiểu thôi, thông qua lời Đức Thầy chúng ta ngầm hiểu để làm chi, để khi mà đối diện thực tế là chúng ta biết đây là chánh pháp nè, đây là theo luật tổ nè, đây là không đủ chánh pháp nè, đây là đang đi lạc nè, đi lạc có hình tướng nè, đây là theo phần tú nè. Có nghĩa rằng hôm nay tôi nói vấn đề này để làm chi, để cho đồng đạo chúng ta nhận định trong cái hoàn cảnh cuộc sống đương đại này, hai cái định hướng lúc nào cũng thể hiện một cách rất là rõ rệt trong đời sống chúng ta đồng đạo. Và nhất là giờ này thông qua trang mạng xã hội thì đồng đạo nhớ kỹ, thời xưa thì khác, nhưng mà thời kỳ này cái nào nó ra cái nấy đồng đạo à, thật là thật à, mà giả là giả thôi chứ không có giấu giếm được. Ngày xưa thì công nghệ thông tin chưa có, thì có thể người ta giấu giếm, hoặc là những cái sai trái này còn được giấu kín, rồi còn được là phải nói rõ là giữ kín trong một cái tổ chức, giữ kín được trong một làng, một thôn, một ấp nào đó. Nhưng bây giờ này chỉ cần mà chúng ta làm không đúng thôi thì sẽ bị dư luận ném đá, sẽ bị không gian mạng là cái như là phơi bày hết những cái sự thật này. Cho nên thời kỳ này đồng đạo có thể có hình dung được không? Thời kỳ này là gần như đến cái lúc mà cái giai đoạn này là giai đoạn công bình, gọi là công bình, cái gì nó ra cái đó đồng đạo. Cũng như Đức Thầy thường dạy là con Phật thì Phật dắt, mà con ma thì ma dìu. Nếu như đồng đạo chúng ta tâm mình mà có Phật thì mọi việc làm lời nói chúng ta luôn mang một tính tích cực, đó là chúng ta không có đi lạc, trở về với cái vô vi, cái vô vi tự tánh thanh tịnh mà Đức Thầy dạy rất rõ đồng đạo. Vô vi chánh pháp hỡi người ơi đồng đạo. Còn giờ này cái tâm, cái tâm chúng ta tà, cái tâm chúng ta ma, thì từ ở chỗ tâm tà ma đó thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái lời lộng ngôn, có những cái hành động không đúng đắn, nó đi ngược lại với phạm trù đạo đức của xã hội, nó đi ngược lại với phạm trù đạo đức tôn giáo, thì những cái đó xã hội sẽ thấy và sẽ được phanh phui trên các không gian mạng.
để rồi mọi người sẽ nhận định được cái nào còn, cái nào đúng là trường tôn, còn cái nào không đúng thì sẽ trả một cái giá rất là đắt trong cuộc sống này. Như vậy thì thông qua những cái sự nhận xét đó thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta nhớ, cho nên hôm nay khi nghe là Đức Thầy dạy là thấy chúng đời này lạc chữ tu, vậy thì lạc chữ tu rồi, mình thấy họ lạc chữ tu rồi đúng không? Như vậy thì giờ này nếu muốn không lạc chữ tu thì chúng ta phải làm sao? Nếu muốn không lạc chữ tu thì đồng đạo chúng ta phải trở lại sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý. Như vậy thì nếu mà lạc chữ tu thì chúng ta về đâu? Đi đường mà lạc thì còn đi lại. Thay vì con đường này chúng ta đi một ngày đến, một buổi đến, một giờ đến, mà giờ này đi lạc đường thay vì một giờ đến, nhưng mà giờ này lạc vòng vòng như vậy là 3 giờ chưa đến. Con đường này một ngày đến, nhưng mà đi lạc đường thì nó tốn thời gian 2-3 ngày nó cũng tới đồng đạo, hay cũng tương đối. Nhưng mà con đường tu nó khác. Con đường tu mà chúng ta đi lạc một cái nghe đồng đạo thì ông ba dạy là lầm tà đạo nhân hư bất dụng. Nếu mà chúng ta đi lạc đường một cái thì lúc bây giờ chúng ta biến mình thành ma quân, biến mình thành tà ma yêu quái, bởi vì chúng ta đi lạc. Thì lúc bây giờ dầu mình là tín đồ Đức Thầy, dầu mình là tín đồ của Phật, mà chỉ cần đồng đạo đi lạc đường thì lúc bây giờ chúng ta đi theo thần thánh, đi theo tà ma yêu quái. Nếu mà chúng ta lạc ở phương diện ít thì mình không đi theo Phật, mình đi theo mấy ông thần thì cũng còn tương đối. Mà nếu chúng ta lạc một cách trầm trọng, lạc đi ngược lại, Đức Phật thì chủ trương là vô vi, mà giờ này xã hội là chủ trương là hữu vi, thì đây là cái điều mà đang tỷ lệ nghịch lại. Mà tỷ lệ nghịch lại thì Phật ngược lại Phật là gì? Đó là ma. À, nói là hiểu liền đồng đạo, ngược lại với Phật là quý. Như vậy thì hôm nay nếu mà tu mà lạc đường thì coi như là đời mạng chúng ta coi như là xong. Chúng tôi dùng cái từ là xong, muốn quay lại cực kỳ khó đồng đạo. Bởi vì cả một cái trí não chúng ta, chúng ta đã đi sai rồi, đã đi lạc rồi, đặt nặng về thời cuộc thiên cơ, đặt nặng về linh nghiệm, đặt nặng về những cái sự mê tín, đặt nặng về hình thức, những cái sự hào nhoáng bên ngoài. Thì lúc bây giờ hành động lời nói chúng ta hoàn toàn gây nghiệp. Mà một khi đã gây nghiệp rồi thì chúng ta rất là khó xả. Cho nên thông qua các ý đó đồng đạo nhớ nghe, chúng ta đi đường làm ăn mà có thất lạc thì chúng ta còn tìm được. Còn hôm nay mà lạc rồi đó, tu mà lạc đạo rồi thì đồng đạo nhớ kỹ, kể như là đời mạng chúng ta không còn đồng đạo. Cho nên để đừng thoát khỏi cái cảnh mà Đức Thầy dạy thấy chúng đời này lạc chữ tu, thì giờ này tất cả đồng đạo chúng ta phải sớm sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý. Như vậy nhớ là sớm nghe, trễ không được đồng đạo ạ. Bởi thời kỳ nó còn đồng đạo ạ. Cho nên giờ này mà nếu như chúng ta trễ nải thì sao? Đức Thầy rất rõ là trễ nải khó qua nẻo cọp xạ, một bước leo bờ mà khỏi khổ nam nhân chi trí hỡi đâu là, trong bài nghĩ việc quyền ca thầy dạy rất rõ rồi. Cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ là Đức Thầy, phải nhớ là Đức Thầy là mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh tổng Phật, đến lâm chung quả lành đau mắt, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ, như Đức Thầy dạy trong Nguyễn Khuyến Thiện. Cho nên giờ này là phải sớm. Chữ sớm là nhanh, gấp, làm lẹ đi, làm nhanh đi, gọi là sớm. Còn nếu giờ này chúng ta còn giải đãi, còn chăn cho lỏng được đồng đạo. Do đó cho nên trên đường tu của mình, cái quan trọng đồng đạo chúng ta giác ngộ hiểu đến đâu thì chúng ta làm liền đến đó. Chúng ta đừng có chờ đợi. Bởi vì hôm nay nếu chúng ta chờ đợi thì chúng ta sẽ chịu hai cái thiệt thòi. Cái thiệt thòi thứ nhất, biết đâu ý tưởng chúng ta ngày mai nó khác ngày nay thì sao? Ngày nay là ý tưởng chúng ta đang hưng phấn nè, ý tưởng chúng ta đang yêu đạo nè, ý tưởng chúng ta là đang phát triển về Phật Pháp, mà chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội này, ngày mai ý tưởng chúng ta theo đời thì làm sao chúng ta giống ngày nay được? Đó là một cái thiệt thòi. Và cái thiệt thòi thứ hai nữa, hôm nay mà không sớm đó, mà chúng ta để trễ đó, thì kính thưa đồng đạo, nhất định khi mà quỷ vô thường đến rồi thì lúc bây giờ coi như là muộn mất đồng đạo. Có nghĩa là giờ này mình còn sống, mình còn có khả năng, mình còn đủ điều kiện, cho nên chúng ta phải cố gắng. Do đó cái từ sớm tỉnh đó thì chúng ta phải nhớ. Và đồng thời hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta là phải sớm tỉnh,
Nghĩa là hồi đó giờ mình mê đó, mình ngủ vùi trong một cái giấc ngủ. Giấc ngủ của chúng ta giấc ngủ từ muôn thuở, giấc ngủ từ vô địa kiếp đến nay. Bởi vì đời sống của chúng ta, đồng đạo biết rằng kiếp sống của người chúng ta từ khi mà khai thiên lập địa, từ khi mà có chúng sinh ở cõi đời này cho đến ngày giờ này thì chúng ta phải nói gọn là hằng hà xa xa số kiếp. Do đó cho nên rất là nhiều kiếp. Vì vậy một giấc ngủ này, giấc ngủ ngàn thu, giấc ngủ từ muôn thuở, trong khi đó thầy dạy là mê với tỉnh, nhận la là lý. Thế Dương Trần ngủ mãi ngủ hoài thức vậy mà tầm đạo kiếm mài để thi cử công ăn tiếng đó. Cho nên hôm nay chúng ta phải sớm tỉnh. Và chúng ta sớm tỉnh nhờ cái gì, nương vào đâu để chúng ta tỉnh? Cho nên phương tiện giúp chúng ta tỉnh đó là kệ kinh. Chúng ta nhớ kỹ, dầu đằng chữ tỉnh này, cái chữ tỉnh này đứng trước kệ kinh, nhưng mà theo cái nghĩa từ ở đây, sớm tỉnh kệ kinh có nghĩa là chúng ta phải sớm xem kinh xem kệ để chúng ta được tỉnh. Cái nghĩa là như thế đồng đạo à. Bởi vì văn chương mà Đức Thầy dùng từ nhiều khi trước và sau không thành vấn đề, mà vấn đề là chúng ta phải hiểu cái câu cú đó ý nghĩa thế nào. Cho nên nếu nói về văn chương, về thi thơ thì chúng ta không thể hiểu theo cái nghĩa từng tự, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 từ nào nghĩa đó, đi theo hệ thống không đúng. Có những cái từ sau mà chúng ta cần hiểu trước đó đồng đạo. Như vậy thì thế sớm tỉnh kệ kinh, nghĩa là giờ này chúng ta phải sớm trở lại với kinh kệ. Mà khi chúng ta sớm nhanh trở lại với kinh kệ, gọi là khá chí tâm học hành kinh sám, thì đương nhiên chúng ta sẽ được thoát nơi miền hắc ám phong ba như Đức Thầy dạy. Như vậy thì sớm tỉnh kệ kinh, chữ kệ kinh ở đây chúng ta nhớ kỹ, đó là sấm giảng thi văn toàn bộ lời dạy Đức Thầy là kệ kinh. Chứ không phải hôm nay nghe Đức Thầy nhắc là sớm chỉnh kệ kinh cái chúng ta cháy vô chùa, chúng ta tìm kinh, chúng ta thỉnh về, chúng ta xem, chúng ta đọc. Thì điều kiện này tôi không phủ nhận, nhưng mà với một cái trình độ chúng ta nó còn một góc độ hạn chế, rồi chúng ta chưa xem lời Đức Thầy mà đồng đạo xem kinh là nhất định đồng đạo chúng ta sẽ bị kinh chuyển. Trong đạo chúng ta cũng có một số người bị kinh chuyển, lời Đức Thầy thì không biết, nhưng mà nói cái kinh kệ thì gần như rất là giỏi. Và từ chỗ đó chúng ta đi lạc từ thỏ nào mà chúng ta không hay. Cho nên ngày xưa ông Hương Hào Phỉ là một người rất thích đọc kinh, nhất là Hương Hào rất thích đọc những cái bộ kinh mà do một cái vị mà giờ này tôi cũng rất là thích đọc, nhất là cái cuốn từ điển của Đoàn Trung Còn, tức là ông Đoàn Trung Còn cũng sáng tác rất là nhiều cái kinh dịch đó, tức là dịch kinh là dịch cái nghĩa là. Thì Đức Thầy mới nói với ông Hương Hào đó, ông Đoàn Trung Còn chỉ là người phàm thôi, cho nên những cái ông Đoàn Trung Còn nói nó trúng đó thì chỉ có khoảng chừng là trên 50 thôi, bán nửa thôi, chứ không có hoàn toàn. Ông đừng có vội tin, cái quan trọng phải lấy lý trí mà xét soi. Và ông nhớ kỹ rằng khi mà xem kinh đó thì tuyệt đối ông đừng để kinh nó chuyển. Vì vậy nên đây tôi không phủ nhận đồng đạo xem kinh, nhưng mà chúng ta xem kinh thì nhiều khi chúng ta vẫn còn đi lạc. Bởi vì Đức Thầy đã dạy rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ đoạn đầu rồi, quá mắc mỏ bởi chân phạn ngữ nên người đời khó kiếm cho ra, mở chuông bài đọc tụng ó la chứ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Chính vì vấn đề này mà Đức Thầy chúng ta mới chứng chỉnh, mới ra đời, mới sáng tác kinh kệ của Đức Thầy là bằng tiếng Việt, bằng Việt ngữ. Quyết dạy trần nó nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Kinh giảng là Đức Thầy rất là dễ học, dầu đồng đạo chúng ta trình độ văn hóa rất là kém, nhưng mà chúng ta vẫn thuộc được vài câu giảng để chúng ta ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà, quyền bí nhiều điều chỉ thiệt xa, bổn đạo đáng tầm cho cặn kẻ lòng hiền Phật độ khỏi tinh ma như Đức Thầy dạy. Như vậy thì giờ này đồng đạo chúng ta phải nhận định đúng, kinh kệ ở đây là lời dạy Đức Thầy. Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giáo Chủ xin Ngài chứng minh, dưới đây lược tả sách kinh cho đông nam nữ hữu tình thì coi, lời lành của Phật truyền rồi đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Đồng đạo, trong 28 câu đầu của khuyến thiện, 28 câu dẫn nhập lời đầu của khuyến thiện, Đức Thầy đã kết thúc và đoạn giảng mà tôi vừa đọc rồi. Cho nên hôm nay Đức Thầy, trước khi Đức Thầy viết thi kệ, kinh kệ, thì Đức Thầy đã đệ trình với Đức Thích Ca Mâu Ni rồi, và Đức Thầy viết lại cho chúng ta xem. Và khi chúng ta xem rồi, chúng ta mới phân biệt chánh tà đồng đạo à. Cho nên hôm nay mà đồng đạo không xem lời Đức Thầy thì đồng đạo không có cơ sở để chúng ta phân biệt cái nào tà,
cái nào chánh đâu. Mà nếu chúng ta không biết chánh tà thì chúng ta lạc chữ tu rồi, chúng ta đạo lưu bù rồi. Lạc chữ tu đạo lưu bù hai cái này cũng có nghĩa, nhưng mà đạo lưu bù nó còn đỡ, mà lạc chữ tu đó là hết phương cứu chữa đồng đạo. Mình phải nhận định đúng về từ ngữ vấn đề đó. Như vậy thì giờ này, giờ này chúng ta xem lại lời dạy Đức Thầy, thì đồng đạo thấy trong lời Đức Thầy dạy có kinh có kệ rất rõ ràng. Quyển nhất thì chúng ta có thể gọi đây là quyển kinh, rồi quyển nhì là kệ dân, rồi quyển ba cũng là quyển kinh, rồi quyển tư là quyển kệ đồng đạo, rồi quyển năm thì gồm kinh hoặc kệ, quyển sáu là kinh, rồi đồng thời có một số bài thi thơ. Thì nội hàm có bài thi thơ mà Đức Thầy đáp quả, rồi Đức Thầy tự cảm tác, thì hoàn toàn nội hàm, nội hàm của các lời dạy này thì hoàn toàn là kinh là kệ. Nói một cách khác, những gì từ kim khẩu Đức Phật, những gì từ ngồi bút, từ bàn tay của Đức Phật viết ra, thì những cái này đều là những thánh huấn để dạy dỗ nhắc nhở con người hành thiện tránh ác. Và những lời này được gọi là kinh, được gọi là kệ. Do đó cho nên hôm nay xuống tỉnh kệ kinh, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải trả lại với lời dạy Đức Thầy. Nếu đồng đạo chúng ta hàng ngày có học lời dạy Đức Thầy thì đồng đạo chúng ta không có làm chữ tu. Đây mình khẳng định vậy đó. Mà nếu đồng đạo nào tu đạo Phật giáo hòa hảo mà giờ này tôn chỉ hành đạo chúng ta không biết nữa, rồi sáu quyển giảng thầy dạy sao không biết luôn, thì chúng ta lạc chữ tu là phải rồi. Đồng đạo thấy rõ. Cho nên trong đạo mình, những cái hiện tượng tiêu cực, những cái hiện tượng về thời cuộc tiên cơ, rồi những cái hiện tượng biến tướng người sao tạo thêm, thì do đâu? Là hoàn toàn do chúng ta không học lời dạy Đức Thầy. Chứ nếu như tất cả chúng ta học lời dạy Đức Thầy thì làm gì chúng ta đi lạc đồng đạo? Lời dạy Đức Thầy đồng đạo nhớ kỹ, đây là la bàn, đây là kim chỉ nam, cho nên đây cũng là bản đồ. Tôi và quý vị chúng ta đang lên trên giữa cái điện khơi, chưa có bến đổ. Hôm nay nhờ lời Đức Thầy là kim chỉ nam chỉ cho chúng ta một định hướng. Như Đức Thầy dạy thuyền bát nhã, ta cầm tay lái quyết đưa người khỏi bến sông bê. Vậy thì chúng ta đang lên trên giữa biển sâu đúng không? May là có con thuyền bát nhã của Đức Thầy. Cho nên đồng đạo ma ha phòng nhỏ dọn rồi đã, bước xuống đi qua bến giác mà, sao hãy trần chờ ta béo mãi, dân tình xem giảng cứ ngâm nga. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ. Hoặc là ma ha phòng nhỏ đã dọn rồi, chèo lái trương buồm chớ thả trôi đồng đạo. Cho nên hôm nay mình đang lên trên giữa biển khơi, chưa có bến ghé, lúc thì bị giông to, lúc thì bị sóng lớn, lúc thì bị chìm thuyền, lúc rồi chúng ta bỏ mạng đào thai trở lại. Mà chúng ta bỏ mạng xong rồi, chúng ta vẫn đào thai trở lại trong cái biển mê sông khổ này. Cho nên Đức Thầy mới dạy là trong khi các trò ở trong biển mê sông khổ thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Vì vậy mình nhận định điều đó. Thì quyển sám giảng thi văn toàn bộ là một con thuyền đại đạo, và Đức Thầy đã gắn ngay cái kim chỉ nam. Chúng ta một hướng một thôi đồng đạo, là chúng ta về cực lạc. Cho nên giờ này nếu đồng đạo không học giảng thầy là đồng đạo vẫn còn lên đên, thuyền chúng ta giống như không có neo đậu, chúng ta cứ trôi lên trôi xuống. Mà điều này thầy giải rồi, tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiện tâm, là trường hợp mà chúng ta không học giảng thầy nè, cho nên chúng ta lạc chữ tu. Rồi một ví dụ thứ hai nữa, tôi và quý vị giờ này chúng ta đang ở trong một cánh rừng, mà rừng chúng ta là rừng bảo thủ đó đồng đạo. Trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Có nghĩa rằng chúng ta khi chưa gặp đạo, trí chúng ta là trí phàm, thì trí phàm chúng ta nó có nhiều cái điều trong đó. Mà Đức Thầy dùng cái từ là sơn lâm, cho nên hôm nay chúng ta giống như người đang ở trong rừng núi đồng đạo, trong rừng thẳm. Và đồng thời Đức Thầy mới dạy là nay rừng bụi có người mở ngõ, thì nơi theo dấu thỏ đàn dê. Lời Đức Thầy là bản đồ để giúp cho chúng ta biết được cái định hướng mà chúng ta đi. Và khi biết được định hướng rồi thì mọi đồng đạo chúng ta sẽ đi theo con đường lành, đi theo dấu thỏ, đi theo đàn dê, cho chúng ta không còn đi theo hùm beo tây tượng mãng xà nữa, chúng ta không còn theo thú dữ nữa. Mình đi theo con vật thiện là giới Đức Thầy, con đường thiện lành mà Đức Thầy dạy là cứ một đường thẳng bắn mà mê ô chừng đó mới là ô nhiễm. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhận định các điều kiện đó
để chúng ta trân quý cái thời gian này để chúng ta học đạo, học là đức thầy. Ở đâu tôi không biết nha. Hội trường này là thật sự tôi rất nể đồng đạo. Chỉ cần tôi và các giáo viên khác nói sai giảng thầy một từ là dưới biết rồi. Điều này tôi rất là mừng đồng đạo. Thật sự tôi mừng dữ lắm đồng đạo. Có nghĩa rằng cái sự học của đồng đạo chúng ta đã đạt một cái đỉnh cao rồi. Cho nên giờ này học giảng thầy là một cái vấn đề mà gần như trong đạo chúng ta đang phát triển. Mở đồng đạo biết đó, tôi nhớ cả nghìn cái video, cả nghìn cái buổi thuyết giảng như thế này, tôi thường khuyến tấn đồng đạo chúng ta học giảng thầy. Điều học tôn chỉ nhất là anh em trong ban trị sự. Đây là tôi nói với tôi nha. Những đồng đạo làm trong ban trị sự ít nhất cũng học lớp đạo, ít nhất cũng phải biết tôn chỉ, ít nhất cũng học giảng thầy. Giờ này chúng ta giờ này mỗi đồng đạo chúng ta là tín đồ Phật giáo và hảo, nhất là người tu ta là Phật giáo hảo, là người trong ban trị sự mà đồng đạo chúng ta không thuộc tôn chỉ, không thuộc lời dạy đức thầy, thì xin thưa đồng đạo, đường tu chúng ta nhất định sẽ bị nhiều cái điều học ẩn. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì giờ này mình phải nhận định ở cái chỗ là sớm tỉnh kỹ kệ kinh. Thì tôi và quý vị chúng ta nhờ kinh kệ là đức thầy để giúp cho chúng ta tỉnh. Thật sự đồng đạo, tôi nói ví dụ đồng đạo chúng ta đang mê, đang chạy theo danh lợi, mình đang mê man theo vật chất, theo tình trường, mình đang mê man trong ngũ dục, phải đồng đạo? Nhưng mà hôm nay nhờ lời dạy đức thầy giúp cho chúng ta có được một cái chất liệu để chúng ta tỉnh đồng đạo. Do đó chúng ta phải trả lại học lời dạy đức thầy và đồng thời thuộc lời dạy đức thầy, biết lời dạy đức thầy, thì đây chỉ là cái bước đầu tiên thôi. Cái bước tiếp theo nữa là chúng ta phải tìm hiểu lý, bởi vì đức thầy dạy là sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý. Như vậy thì nếu học giảng thầy mà đồng đạo không hiểu lý thì đây cũng là một vấn đề, phải nói gọn là rất là thiệt thòi. Bởi vì nếu chúng ta không nhận định được lý thì chúng ta hiểu theo một cái nghĩa đen, hiểu theo cái nghĩa đuôi, thì lúc bây giờ chúng ta cũng bị kẹt đồng đạo. Tức là cái này là chúng ta bỏ một bên. Bởi vì lý đạo là để tháo gỡ, không cho chúng ta kẹt mắt. Mà hôm nay chúng ta học là được thầy mà chúng ta không đặt lý thì đương nhiên là chúng ta kẹt mắt. Như vậy thì thế nào là hiểu lý, thế nào là không hiểu lý? Tôi đưa ra các đoạn giảng, ví dụ như thầy dạy là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Như vậy thì nếu mà cái người thuộc giảng thầy mà không hiểu lý thì vị này sẽ chấp như thế là tu khỏi lại khổ quỳ, tu không cần lại cần quỳ. Thì rõ ràng đây là vấn đề mà chúng ta không hiểu lý rồi. Nếu mình hiểu như thế là chúng ta đang tỉ lệ nghịch lại với lời dạy đức thầy, có nghĩa là thông qua lời đức thầy. Cái lý đạo ở đây, nếu đồng đạo nào mà chúng ta ngồi đó cũng sửa, đi cũng sửa, đứng cũng sửa, nằm cũng sửa, ngồi cũng sửa, ngủ cũng sửa, chúng ta khỏi lại. Mà nếu giờ này chúng ta chưa có sửa được hoàn thiện thì chúng ta cần phải lại, cần phải quỳ đồng đạo, đó là lý đạo. Hay hoặc là nhiều đồng đạo chúng ta chay kỳ, rồi đồng đạo chúng ta lại chấp đức thầy dạy tu hành nào lựng mặn chay, miễn tâm thanh tịnh gặp ngày an cư, ăn tối ngày gặp tôi ép ăn chay trường hoài. Thì điều kiện này rõ ràng chúng ta không hiểu lý. Bởi vì cái giai đoạn mà thầy viết ở đây là cái giai đoạn đó thầy đang tâm sự với ông Tham Tán Ngà. Bởi ông Tham Tán Ngà cũng có một cái chủ ý bên đạo Cao Đài ăn chay ít nhất là 1 tháng 10 ngày, rồi đức thầy chúng ta dạy là ăn chay 1 tháng 4 ngày, là chay 4 bữa là quy tắc. Cho nên trong cái tâm ý của ông Tham Tá, ông muốn là có một cái sự phân biệt. Cho nên đức thầy mới dạy là tu hành nào lượng mặn chay, miễn tâm thanh tịnh, là tức là nếu mà tâm được thanh tịnh thì chúng ta gặp ngày ăn cư. Mà nên thầy mới dạy là đường đạo đức vị tư bất ngã, ta đừng phân nhân ngã mới hay. Cái đồng đạo, cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải nhận định vấn đề đó để chúng ta không có chấp. Nếu như đồng đạo mà thuộc mà không đặt lý thì chúng ta nói thôi tu hành đợi giảng trái, bỏ thầy giải hỗn luận nè, khỏi ăn trái. Thì nếu chúng ta hiểu như thế là không hiểu lý. Mà không hiểu lý rồi thì cái tai hại nó rất là, phải nói gọn là rất lớn trong cuộc đời tu của chúng ta đồng đạo. Hay hoặc thầy dạy tu đầu tóc không cần phải cạo, rồi có người đó là tu đầu tóc không cần, một người thì là tu đầu tóc không cần, rồi người thì là tu đầu tóc phải cạo, phải cạo luôn. Thấy này, nghĩa là một người thì nói đầu là tu là để tóc, rồi một người thì nói rằng tu là phải cạo tóc. Thì từ ở những khái niệm này chúng ta còn chấp với nhau về văn tự. Rồi luôn cả giờ này chúng ta bàn cái này một chút,
trong cách cầu nguyện cho người chết, thì đồng đạo chúng ta giờ này cũng kẹt ở chữ vái, ở chữ nam mô, hoặc là không vái không nam mô, hoặc là nam mô vái Phật Bổn Phật Thầy. Thì rõ ràng đây là chúng ta không hiểu lý đồng đạo ạ. Bởi vì mình không hiểu lý, mình mới kẹt, mình mới chấp. Cho nên hôm nay nếu mà hiểu lý thì cái tựa đề bài này thầy dạy là cách cầu nguyện. Cách cầu nguyện nó khác với bài cầu nguyện. Bài cầu nguyện trước bằng ông bà, bài cầu nguyện trước bằng Phật, một dấu chúng ta không dám sửa, đừng nói tới một từ đồng đạo. Nhưng mà ở đây Đức Thầy dạy là cái cách, thì đưa ra cái cách tùy theo điều kiện vùng miền, tùy theo căn cơ trình độ mà đồng đạo chúng ta có thể hiểu theo ý riêng của mình. Cho nên lý đạo mà nói đến cái cách cầu nguyện này thì đồng đạo chúng ta niệm vái cũng được, niệm nam mô cũng được, không niệm vái không niệm nam mô cũng được. Cái quan trọng là khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Cái quan trọng là tâm mình đó có thành thật không, có hướng về các vị siêu nhiên trong cầu nguyện mình hay không. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên hôm nay mà nếu chúng ta chấp với nhau, mình thì cái quan niệm mình niệm là phải vái Phật Bổn Phật Thầy, thì khi mình nghe ông Sư Ngôn đọc nam mô Phật Bổn Phật Thầy, lúc về trong lòng nóng lên liền đồng đạo, tức là bức đức. Tôi nhớ có một đồng đạo ở tại cái phường Long Phú này, có nói với tôi một lần, ngay cái ngày đám làm tuần của dượng hai của tôi, tức là dượng vợ của tôi ở xã Long An, lúc bấy giờ thì tôi nhớ phái đoàn có ban trị sự phường Long Thạnh, thì do đồng đạo, một đồng đạo trưởng đoàn, thì đồng đạo biết tôi không cần nói tên. Thì lúc bây giờ đồng đạo này không đọc chữ nam mô, thì một đồng đạo ở phường Long Phú này đang trò chuyện với tôi, thì đây cũng là một lão đạo đó, cũng có học đạo ở thế hệ trước. Thì đồng đạo này nói một câu là thật sự là tôi không dám đổ lại đồng đạo, tức là nói bộ đọc cái từ nam mô là tức là dùng cái từ ác khẩu ấy, mà tôi không thể đổ được. Cho nên nếu hôm nay chúng ta tu mà mình có những nhận định đó là chúng ta đi quá xa đồng đạo, đó là lạc chữ tu rồi đúng không, ba lạc rồi đúng không. Cho nên hôm nay đừng có chấp. Tại sao mình lại bản ngã, mình cho rằng người ta phải đọc giống như mình là chữ vái mới được? Tại sao mình cho rằng người ta đọc giống mình là chữ nam mô mới được? Tại sao mình phải cho rằng người ta phải đọc giống mình là không chữ vái không chữ nam mô mà Phật Tổ Phật Thầy mới được? Thì điều kiện này chúng ta không nên, mà chúng ta phải dung hòa với nhau, ai thích cái gì thì đọc cái đó thôi. Bởi vì ở đây chúng ta tâm nguyện mà. Còn ông Sư Ngôn thì ông muốn tập trung thống nhất với nhau, thì đó là chuyện Sư Ngôn. Cho nên mình đừng chấp ông Sư Ngôn mà vô tình là chúng ta đi lạc đạo. Cho nên điều này thì đồng đạo thấy thương là đồng đạo chúng ta lại có những cái mà đang xen với nhau. Bởi vì đồng đạo nhớ kỹ, làm tuần đi cầu nguyện là một cái nét văn hóa của đạo. Đây là một cái bản sắc văn hóa đạo Phật giáo của chúng ta từ muôn thuở, từ thời Đức Thầy chưa vắng mặt. Dầu đạo chúng ta có trải qua những cái sự thăng trầm chìm nổi, nhưng mà ngày nào chúng ta cũng thấy những chiếc áo bà ba, rồi những cái buổi đám tang, những cái buổi làm tuần cầu nguyện, thì chúng ta vẫn thấy những chiếc áo tràng của những vị đồng đạo cao niên làm gương mẫu để thể hiện một cái nét văn hóa truyền thống đạo Phật giáo hòa ảo từ muôn thở đến giờ. Cho nên nét văn hóa này phải đẹp để người ta tôn kính, để người ta ghi nhớ, để người ta hằng hữu làm theo. Mà nét văn hóa này anh em chúng ta cãi với nhau giữa chữ vái chữ nam mô thì bao nhiêu đó chúng ta thấy mình lạc đạo không đồng đạo? Quá lạc đạo rồi, quá xa rồi. Vì vậy cho nên ở đây muốn nói cái này này, để mỗi đồng đạo chúng ta có một cái kinh nghiệm để tìm hiểu lý. Rồi đồng thời tìm hiểu lý đây thì tôi cũng nhớ lại cái câu hỏi mà vừa rồi đồng đạo Phạm Hồng Tâm có hỏi chúng tôi. Đây cũng là tìm hiểu lý nè đồng đạo. Kính thưa giáo lý viên, nhờ giáo lý viên giải dùm bốn chữ tôn chỉ hành đạo. Câu hỏi đáp lại, bởi vì giờ này tất cả chúng ta đều biết tôn chỉ hành đạo, nhưng mà cái nghĩa tôn chỉ hành đạo là thế nào? Cho nên hôm nay muốn tìm hiểu lý, chúng ta không thể hiểu bằng cái tuồng bụng, mà đồng đạo chúng ta phải thông qua từ điển, thông qua kinh điển, và đồng thời chúng ta phải thông qua cái quá trình tu tập của bản thân mình, rồi chúng ta phải thông qua cái sự nhận định lời Đức Thầy. Tôi lấy ví dụ, một người thuộc giảng thầy có một quyển thì người này không bao giờ tìm hiểu lý được, mà muốn tìm hiểu lý ít nhất phải đọc toàn bộ giảng thầy
ít nhất cũng vài chục lần, vài trăm lần đồng đạo à, chúng ta mới có cái khả năng để tìm hiểu lý. Bởi vì có những câu giảng Đức Thầy nói lần trước mà Đức Thầy giải nghĩa lần sau mà mình không đọc ở lần sau, làm sao hiểu lần trước đồng đạo. Tôi nói là tôi nói bà sửa, tôi thuộc sáu quyển giảng mà tôi không thuộc phần thi văn thì làm sao mà tôi hiểu được là Đức Thầy. Bởi vì trong phần thi văn có những câu mà Đức Thầy giải nghĩa cho phần sám giảng. Rồi hoặc giả là chúng ta đọc thi văn mà chúng ta không đọc sám giảng, thì trong phần sám giảng cũng có những câu giảng Đức Thầy mở giải nghĩa cho phần thi văn. Vì vậy cho nên muốn tìm hiểu nghĩa, thứ nhất là đồng đạo phải xem từng trang từng trang, bao nhiêu tâm não gốc tôn dặn dò kỹ lưỡng trong đống gốc cùng. Bài học này tôi đã học rồi, ngày xưa khi vừa học đạo xong năm 2006 tại Đình Thần Tân An xã Vĩnh Hòa, khóa học đạo 57, thì lúc bây giờ khi trở về tôi mở từng trang đọc từng chữ là Đức Thầy, tôi nhớ không lầm, trên dưới như vậy là hàng mấy chục lần, mấy chục lần toàn bộ Đức Thầy. Xong rồi tôi mới quyết định là ngày rằm tháng 7 năm ấy, tôi quyết định là quy tu đạo Phật giáo Hòa Hảo, có nghĩa là học trước tu sau. Thì nếu đồng đạo có được một cái kinh nghiệm đó thì chúng ta không có lạ. Bài học là hết giờ là Đức Thầy rồi, mình biết rồi, bài nào cũng biết hết rồi, dầu rằng không thuộc lòng nhưng lúc đó đọc qua hết. Rồi sau đó tôi mới lấy đó là một cái cương mục để chúng ta nghiên cứu. Thì sau đó tôi nghe, hầu như là đi thôi về tới nhà là tôi nghe suốt, nghe sám giảng Đức Thầy. Hầu đó thì chưa có phát thẻ, tôi có một cái máy cassette Sony nhỏ nè. Hồi đó máy cassette đó tôi mua là mấy chỉ vàng mà tôi dám mua đó, hồi đó rất là mất tiền. Thì tôi gắn cái tai nghe, tôi nghe suốt. Rồi lúc nào nghe thì nghe, lúc nào học chánh văn thì thôi thì học. Thì cứ như vậy mà xuyên suốt một thời gian dài mới đủ cái điều kiện giờ nay làm nhiệm vụ. Mà đồng đạo ở đây thì rất biết về bản thân mình từ xưa đến giờ rồi đó. Như vậy thì giờ này muốn tìm hiểu nghĩa, yếu tố đầu tiên học là Đức Thầy, học rộng nha, mới tìm hiểu nghĩa được, chứ không phải chúng ta nói suông. Rồi ngoài học rộng ra chúng ta sẽ có những điều mà chúng ta cần phải tham cứu kinh sách khác. Ví dụ như Thầy dạy cầu tu cho đạt ngũ hương, mà giờ này mình đâu có biết hương là gì đâu, mình phải học Pháp Vũ Đàn Kinh, rồi mình phải học là Tam Tự Kinh. Khi Đức Thầy dạy là người mới sanh tánh thiện trời danh, kính thưa đồng đạo, rồi mình phải cần học Tứ Thơ Ngũ Kinh của Khổng Tử. Như Đức Thầy dạy là phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường, Thầy đâu có dạy nghĩa tam căn ngũ thường, cho nên mình học ngũ kinh, học các kinh sách khác. Và cái quan trọng là chúng ta học từ điển. Từ điển là một ông thầy, dầu rằng ông thầy này chưa có hoàn toàn cũng như Đức Thầy dạy Mương Hồ học phỉ hồi nãy, nhưng mà từ điển được đúc kết từ nhiều nhiều đời, nhiều từ nhiều bậc tiền bối đi trước, được tu bổ chỉnh sửa lại. Cho nên hôm nay muốn hiểu nghĩa chúng ta phải có từ điển, mà nếu không có từ điển thì đồng đạo cũng phải đi dự thuyết giảng, học lớp đạo. Ngày hôm nay nhờ chúng ta dự thuyết giảng mà đồng đạo hiểu nghĩa được cái từ lu bù rồi đúng không, hiểu nghĩa được lạc chữ tu rồi đúng không. Nếu mà không đi dự thuyết giảng, không cùng nhau để nghiên cứu thì chúng ta đâu có hiểu được cái nghĩa đâu. Rồi đồng thời hôm nay nhờ dự thuyết giảng, nhờ chúng tôi xem từ điển, thì chúng tôi sẽ có cái câu trả lời với đồng đạo chúng ta. Thứ nhất là hỏi về tôn chỉ hành đạo, và thứ hai là hỏi cái chữ tuệ và cái chữ huệ. Như vậy thì tôn chỉ hành đạo là gì? Thứ nhất là chúng ta nói cái nghĩa thường, cái nghĩa mà chúng ta tự suy nghĩ. Tôn chỉ hành đạo có nghĩa là bậc tôn quý đã chỉ dẫn những điều gì chúng ta phải làm theo, đó gọi là tôn chỉ hành đạo. Chữ tôn này là tôn quý, tôn kính, là bậc thầy, là cái người khai sáng. Cái chữ chỉ này là chỉ đường, chỉ này là chỉ nam. Cho nên Thầy dạy là kim chỉ phải dình chuyện cạn sâu, chữ chỉ này là kim chỉ nam. Còn Đức Thầy dạy là, Đức Thầy có dạy chúng ta rất rõ, tức là trong bổn đạo giờ này phải cố gắng là dình kim chỉ đó, tức là cần kiệm thì nó khác. Như vậy chữ chỉ này là kim chỉ nam, là chỉ dẫn, là hành đạo là gì? Là chúng ta làm theo đạo, đó gọi là tôn chỉ hành đạo, theo cái nghĩa bình thường. Còn nếu nói theo từ điển tiếng Việt thì sẽ có cái nghĩa rất là hay. Từ điển tiếng Việt giải nghĩa nè, học từ điển tiếng Việt giải nghĩa tôn chỉ hành đạo là gì? Là học Phật tu nhân, tại gia cư sĩ, giáo huấn tín đồ về tứ ân, thực hành tám điều đăng cấm, cứu giúp người nguy khó, tương trợ trong quan hôn tang tế và hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội. Đó là cái nghĩa của tôn chỉ hành đạo đó. Có nghĩa rằng từ điển tiếng Việt đó, người ta mới dựa vào cái quyển tôn chỉ hành đạo của mình,
người ta dịch cái nghĩa rất tuyệt vời đúng không đạo? Có nghĩa là người ta không nói xuống, mà khi từ điển người ta đưa ra, người ta dựa vào lời đức thầy của mình đó, dựa vào những cái tính tích cực của tôn giáo đạo, người ta đưa ra cái nghĩa rất là tuyệt vời. Rồi ngoài cái nghĩa đó ra, trong Hán Nôm từ điển đó, thì từ điển Hán Nôm có dạy nghĩa rất rõ: tôn chỉ là danh từ, là nguyên tắc, là nguyên tắc chính để một tổ chức đoàn thể theo đó mà hoạt động. Như vậy thì tôn chỉ là một nguyên tắc chính để cho một tổ chức và đoàn thể nương theo đó hoạt động. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa ra các nghĩa này thì mình thấy quá tuyệt vời, khi chúng ta hiểu cái nghĩa về tôn chỉ hành đạo. Và đồng thời thường thì đồng đạo chúng ta lại thắc mắc giữa cái chữ tuệ và cái chữ huệ. Vậy thì chữ tuệ và chữ huệ thì trong lời Đức Thầy có dạy hết. Toàn bộ là Đức Thầy thì tôi tra cứu được đó, cái chữ tuệ đó Đức Thầy dạy chỉ có 6 lần thôi, 6 lần với chữ tuệ. Nhưng mà chữ huệ đó Thầy viết trên dưới như vậy là 40 lần. Cái tựa đời mượn cây đuốc huệ là 41 lần. Bởi vì tựa đời mượn cây đuốc huệ không phải Thầy viết, đúng không? Tựa đời này là do ban sưu tập để cái tựa. Cho nên nếu cộng thêm cái chữ huệ trong đây nữa là được 41 lần. Nhưng thật chất là Thầy viết 40 lần. Như vậy thì tệ và huệ, nếu nói về định lượng từ ngữ, thì cái chữ tệ, từ này, thuật ngữ này thường dùng trong phổ thông, thường dùng trong văn học, thường dùng trong đời sống. Cho nên cái chữ tệ là một cái từ ngữ là được thông dụng dùng trong cuộc sống. Nhưng đặc biệt chữ huệ, từ huệ là từ này được dùng trong Phật học, thuật ngữ Phật học. Như vậy một đứa học sinh học giỏi thì người ta gọi là có trí tuệ thành đạt. Có ai nói cái học sinh có trí huệ thành đạt không? Làm đạo không có. Còn người tu chúng ta mà thường gọi đạt, gọi là đạt huệ, ít có ai dùng cái từ đạt tuệ. Nhưng mà Đức Thầy vẫn dùng, đồng đạo à, Đức Thầy vẫn dùng trong 6 lần Thầy viết cái từ trí tuệ đó thì Đức Thầy vẫn dùng. Nên bổ phận chúng ta phải noi theo chứ đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuệ nha. Trí tuệ phải là huệ, trí tuệ được minh mẫn, đặng đi con đường giải thoát. Cho nên chữ tuệ là gì? Chữ tuệ là bước đầu của chữ huệ. Vì vậy nên nếu nói về định lượng từ ngữ theo cái hiểu của tôi, chữ tuệ thấp hơn chữ huệ. Vì vậy cho nên đầu tiên phải có trí tuệ. Trí tuệ là chúng ta học tập, nhận thức. Học tập đó là Đức Thầy, nhận thức cuộc sống, chúng ta sẽ có cái sáng, cái biết gọi là tuệ. Rồi từ sáng biết đó chúng ta mới tu tập, chúng ta mới thiền định, chúng ta mới tư duy, và chúng ta mới đắc được gọi là trí huệ. Có được một cái huệ, tức là đã sáng tâm, có cái huệ nhãn. Cho nên từ ngữ này thì nếu nó khác thì nó không khác, nó cũng giống nhau thôi, có một nghĩa thôi. Và nó còn phụ vào cái từ gọi là vùng miền đó. Nhiều khi cái từ miền Nam thì thường dùng đó là tuệ, mà người miền Bắc thường dùng là huệ. Nó cũng tùy theo thời kỳ, không phải là thời kỳ nào cũng vậy. Đồng đạo đó theo tôi hiểu theo tầm nguyên từ điển. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta có được từ điển đọc, có được cái sự chia sẻ với nhau thế này, gọi là thương yêu lẫn nhau con một cha nè, thì đó là ngày hôm nay mình đã dìu dắt lẫn nhau một đường đạo đức rồi. Cho nên sớm tỉnh kệ kinh tìm hiểu lý. Giờ này đồng đạo muốn được tỉnh thì chúng ta phải học tập là Đức Thầy gọi là kinh kệ, mà Đức Thầy dạy là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Hoặc là kệ kinh tưởng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Quá quý đồng đạo, quá tuyệt vời, quá hai đoạn giảng câu nhất mà Thầy dạy. Và đồng thời để đạt nghĩa lý thì đồng đạo chúng ta phải hợp tác với nhau, chia sẻ với nhau, bàn bạc với nhau, như là Đức Thầy dạy bàn với luận đặng coi chân lý. Thì ngày hôm nay đồng đạo cùng tôi và đồng đạo Đồng Kim Hằng thì chúng ta đã tìm hiểu lý qua hai cái đề tài này. Cho nên hôm nay đối chúng ta muốn phát triển trên con đường đạo thì giờ này đồng đạo chúng ta phải gần với nhau, bỏ đi cái bản ngã, đến với nhau ở các buổi thuyết giảng. Và chúng ta phải có một mối quan hệ rộng về kinh các kinh sách khác, thì đó là coi như chúng ta đã có được cái nghĩa lý. Và khi đạt được nghĩa lý rồi thì coi như là chúng ta đắc đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là một ngày hiệp hội hết mờ lú. Như vậy thì một ngày hiệp hội có nghĩa rằng sẽ có một ngày, đồng đạo, sẽ có một ngày. Như vậy thì một ngày hội hiệp hết mờ lú có nghĩa là hết mờ lú là được sáng rồi. Mình đọc đoạn tiếp, mình đoạn kế mình biết rồi, mờ lú được sáng nắng quá cụ. Như vậy thì đến giai đoạn này gọi là tớ thầy tôi chú cùng nhau gặp,
các pháp thế gian pháp chúng tụ rồi, qua cái khổ thôi kết. Như vậy thì vấn đề đặt ra ở đây, như vậy thì ngày nào mà thầy dạy là hội hiệp, hiệp mặt nó khác, hội hiệp nó khác. Như vậy thì hội hiệp bởi vì có cái chữ hội. Vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta ráng tu thì nhất định sẽ đến cái ngày sau cùng, là cái ngày chúng ta sẽ hội hiệp. Cái ngày này chúng ta dự hội, và ngày dự hội này chúng ta hiệp mặt luôn, kính đồng đạo. Vậy thì ngày nào hiệp mặt, ngày nào dự hội, thì xin thưa đồng đạo, ngày mà Đức Thầy trở về, ngày mà trên có Phật trời soi việt thế, dưới đầy cơ máu lão về ngôi, ngày mà Đức Thầy dạy là trên đài cao gọi các linh hồn, lão đây vâng lệnh Phật tôn lãnh công thưởng phạt chư môn giữ lành, ngày mà Đức Thầy xác định là ngày lập hội tay vinh giành quế, ngày mà Đức Thầy dạy là ngày mà Đức Thầy xác định rất rõ, tức là cái ngày mà Phật tiên sẽ trở lại đấy để rồi ẩn chứng cho người tu chúng ta. Và khi mà chúng ta đã hội hiệp rồi, tức là hội hiệp tại đâu mình cũng dựa là Đức Thầy để chúng ta bàn đồng đạo, có nghĩa là sau này chúng ta sẽ hội hiệp tại đâu, thì Đức Thầy có dạy chúng ta rất rõ đồng đạo, hiệp hòa nhau chờ đợi năm non, kìa hỏi ai giữ phận cho đòn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Kính thưa đồng đạo, đọc đến đây thì đồng đạo chúng ta rất rõ rồi. Như vậy thì chúng ta ráng tu để sau này tất cả chúng ta được gặp cùng với Đức Thầy, để chúng ta được bồ rào đủ thánh trà tiên muôn năm cộng lại cái hiện tôn chúng. Cho nên sau này sẽ có một cái ngày cuối cùng, cái ngày tới Thầy tới Chúa cùng nhau gặp như tôi vừa nói, thì đó là cái ngày mà chúng ta được hội hiệp. Thì đến đây coi như chúng ta gặp Phật, đến đây coi như chúng ta đã hoàn thành rồi, đã thành công trên cái lộ trình tu hành của mình. Mà đoạn khác có Thầy dạy là hò hẹn Phật tiên có một ngày, một ngày thế giới hết bi ai, trung ương tam cõi điều hòa một, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Thì tôi nhớ không làm bài này Thầy viết cái trước cái bài này, tức là cái bài đầu năm, đoạn cuối bài đầu năm đó Thầy viết một đoạn mà tôi vừa nhắc đồng đạo. Cho nên hôm nay mình phải nhận định điều đó để đồng đạo chúng ta ráng mà tu. Quý vị biết rằng ngày xưa một sĩ tử được dự hội rồi được thi đậu, thì đồng đạo biết học hành cực khổ biết bao nhiêu đồng đạo. Có người là 10 năm 20 năm mới được là dự hội rồi được thi đậu là bản nhãn thủ pha, là tức là đạt được là trạng nguyên rồi thám hoa rồi bản nhãn. Còn giờ này chúng ta ở nhà mình vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, thông qua lạy Đức Thầy chúng ta vừa học vừa tu vừa làm, thì đương nhiên cuối cùng chúng ta được kết quả, và kết quả chúng ta hơn hẳn với các trạng nguyên, hơn hẳn với bản nhãn, hơn hẳn với tham qua rất nhiều. Bởi vì kết quả chúng ta là sau này chúng ta sẽ được làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Kính thưa đồng đạo, thì thời gian hết rồi, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề. Thì đáng lẽ cũng có cái lời tổng kết lại, nhưng mà giờ đồng hồ đã 11 giờ rồi, thì theo cái lời hứa đồng đạo cảnh thì tôi sẽ trình bày đến 11 giờ. Thì đến đây tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình. Trong quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, thì cũng ngưỡng mong đồng đạo niệm tình lượng thứ. Và cuối cùng thì hết sức kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp. Thì tôi nhớ không lầm là trên dưới khoảng gần 5 năm nay đồng đạo tôi mới trở về cái hội trường này đó. Dù rằng gần nhưng gần 5 năm rồi đó. Nhớ không lầm là trước năm 2019 đó, thì tôi nhớ lần đó về đây thuyết ông Tam Bảo, mà nhớ lại là trên 5 năm rồi thì mới đủ duyên trở về đây gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta. Và hết sức cảm ơn tất cả các ban trị sự xa gần không ngại đường xa đến đây để hộ pháp. Và cuối cùng thì chúng tôi hết sức là cảm ơn, và cũng có một cái lời cầu mong để cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thực thi đúng theo lời Thầy đã dạy. Đức Thầy đã vắng mặt rồi để là quyển sách giảng thi văn giáo lý, cho nên hôm nay chúng ta trọng Thầy thì đồng đạo chúng ta phải trọng Pháp, tức là trọng Phật phải trọng Pháp. Mỗi khi nhớ Thầy, đồng đạo nên mở giảng Thầy chúng ta nghe. Mỗi khi nhớ Thầy, chúng ta nên xem một bài thuyết giảng, để rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi chung một định hướng. Và định hướng ấy được Đức Thầy hoạch định, đó là phương nam rạng ngọc chói lòa, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung tránh trực quân, cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng
chào người chân tu, trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại để chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo là các câu hỏi mà chúng tôi vừa có đặt ở cái phần đầu hồi nãy. Mình tiếp nhận 10 cái mã của nhà trợ quý vị. Ở trong đó có ba chữ ba có các một phần nữa gì ơi. Một con thứ ba của xã Tiên Hậu nữa, quả hạt hạt của gì ơi, là đại đức đâu của gì ơi. Khách tiêu nhỏ luôn kìa. Ở đây